Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 1221, kiếm của ngươi. Ầm. Kiếm chấn hồn bị vỡ nứt thành từng mảnh nhỏ từ từ rơi xuống từ không trung. Lúc này, một giọng nói yếu ớt từ trong đầu Diệp Huyên vang lên, tiểu chủ, thật ra, người không hề tệ chút nào, tiểu hồn không hề hối hận đi theo tiểu chủ, bảo trọng. Diệp Huyên như hóa đá tại chỗ. Đế hình cười nhẹ, tuyệt vọng sao? Bản đế thích nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của các ngươi. Dứt lời, hắn ta đang muốn ra tay thì ngay lúc đó. Vù! Một âm thanh của kiếm đột nhiên vang lên từ trong người Diệp Huyên. Đột nhiên một thanh kiếm bay ra từ đỉnh tháp, thanh kiếm bay lên trời cao thẳng vào trong tinh không, sau đó vững vàng rơi vào trong bàn tay. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên không trung, nơi đó là một vị kiếm tu mặc trường bào trắng như mây. Đế hình xoay người nhìn kiếm tu, cười nhẹ, đến rồi sao? Hy vọng ngươi không quá yếu. Đến rồi. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn qua, vị kiếm tu đang yên lặng đứng đó, người đó đang nhìn thanh kiếm trước mặt, ánh mắt có chút vui mừng. Bên dưới, đại thần tầng 2 cũng đang nhìn vị kiếm tu, ánh mắt nàng ta có phần căng thẳng. Bởi vì nàng ta không hề biết kiếm tu này. Nhưng nàng ta biết rằng, vị kiếm tu này có lẽ chính là chủ nhân của một trong ba thanh kiếm trên đỉnh tháp. Đế hình đi về phía kiếm tu, trên mặt hắn ta là nụ cười sáng lạn. Đối với cao thủ mà nói, điều đáng sợ nhất chính là đối thủ không đủ mạnh. Trong không trung, kiếm tu nhẹ nhàng chạm vào thanh kiếm trước mặt, khẽ nói, xa cách đã nhiều năm rồi nhỉ. Nói rồi hắn ta lắc đầu khẽ cười, khá thú vị. Diệp Huyên không hiểu, tiền bối. Kiếm tu nhìn những mảnh vỡ trong tay, kiếm của ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Chương 1222, trước giờ ta chưa từng ra kiếm thứ hai. Kiếm tu khẽ cười, tuy kiếm đã vỡ nhưng vẫn còn hy vọng phục hồi như cũ. Diệp Huyên vội hỏi, phục hồi như thế nào? Kiếm tu cười nói, kiếm ý. Kiếm ý. Diệp Huyên không rõ kiếm ý phục hồi thế nào. Kiếm tu khẽ cười không nói gì, hắn ta nhìn đế hình trước mặt, đế hình cười hỏi, nói xong rồi. Kiếm tu nhìn đế hình không nói gì. Đế hình cười khẽ, hy vọng ngươi không quá yếu, nếu không thì chẳng thú vị gì cả. Kiếm tu khẽ gật đầu, ra tay đi. Đế hình càng cười tươi hơn, ngươi ra tay trước. Nói xong hắn hơi ngừng lại. Rồi nói, ta sợ sau khi ta ra tay thì ngươi không còn cơ hội ra tay nữa. Ngông cuồng. Mọi người trong sân đều đang nhìn đế hình, không thể không nói, đế hình này hết sức ngông cuồng. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn ta quả có thực lực để ngông. Đứng trước mặt đế hình, kiếm tu khẽ gật đầu, vậy thì nhận lấy một kiếm của ta đi. Đế hình cười lớn ha ha, một kiếm. Đừng nói là một, cho dù là 10 kiếm. Trăm kiếm thì có thể thế nào? Kiếm tu lắc đầu, trước giờ ta chưa từng ra kiếm thứ hai. Vừa dứt lời đột nhiên hắn ta rút kiếm chém ra. Mà một kiếm này vừa chém xuống thì nguồn năng lượng trước mặt đế hình này cũng lập tức tan theo mây khói. Sau hai nhịp thở, trong sân khôi phục lại yên tĩnh. Kiếm tu đứng đó, kiếm của hắn ta đã về lại trong vỏ, mà ở trước mặt hắn ta. Ánh sáng vàng quanh người đế hình cũng lẳng lặng biến mất. Trong sân yên tĩnh không tiếng động. Chương 1223, chỉ là một phân thân. Mọi người đều đang nhìn kiếm tu và đế hình kia, ai thắng. Sau một chập, ánh mắt đế hình đột nhiên trở nên ngỡ ngàng. Không, không thể nào, đế hình ta từ 6 tuổi đã tập võ, 19 tuổi đã lĩnh hội đại đạo của thiên địa, 26 tuổi được phong đế, không. Sao ngay cả một kiếm của ngươi ta cũng không thể đỡ được, không, không. Nghe thấy những lời này của đế hình, mọi người trong sân đều ngây người. Đế hình thua rồi. Hắn ta đã thua kiếm tu rồi. Trước mặt đế hình, kiếm tu nhìn sang Diệp Huyên, tháp đó đã nhận ngươi làm chủ. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Kiếm tu khẽ nói, tháp này không phải thứ dung tục tầm thường. Người tạo ra tháp này lại càng là nhân vật phi thường. Tháp này ở trong tay ngươi cũng xem như cũng là một phần cơ duyên, phải nắm giữ cho tốt. Diệp Huyên cười khổ, tháp này, rất nguy hiểm.
Kiếm tu khẽ nói, quả thật vậy, thứ trong tháp này, bây giờ ngươi không thể chống lại được. Nói xong hắn ta nhìn thanh kiếm trong tay, tựa như hiểu được ý của kiếm tu, thanh kiếm đó bắt đầu khẽ run lên. Kiếm tu khẽ cười, sau đó cong ngón tay búng nhẹ, thanh kiếm trong tay hắn ta bỗng bay vào giữa hàng lông mày Diệp Huyên, sau đó quay về đỉnh tháp. Trong phút chốc, cả tháp giới ngục run rẩy dữ dội nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại yên tĩnh. Kiếm tu nhìn Diệp Huyên, sau này gặp lại. Vừa dứt lời, cả người hắn ta dần dần trở nên mờ ảo. Phân thân. Nhìn thấy vậy, mọi người trong sân đều như hóa đá. Kể cả Diệp Huyên, hắn cũng đứng sững sờ tại chỗ. Hắn không ngờ được, kiếm tu trước mặt này lại là phân thân. Chuyện đề cử, boss hung giữ ông xã kết hôn đi. Vừa dứt lời, cả người hắn ta đã gần như hoàn toàn biến mất không nhìn thấy. Mà thân thể đế hình cũng mở dần. Mọi người trong sân. Diệp Huyên bỗng nhìn sang kiếm tu vẫn còn chưa biến mất, có gặp được cô gái váy trắng không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1224, trước tiên không cần nói đến cái này. Kiếm tu nhìn Diệp Huyên, cười nói, không có. Diệp Huyên trầm mặc. Kiếm tu nói, hãy sống cho tốt, nếu không, để bọn họ điên lên thì không ai có thể ngăn cản được. Diệp Huyên ngây người, sau đó lại hỏi, bọn họ. Kiếm tu cười nhưng không nói, rất nhanh sau đó, hắn ta hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên đứng tại chỗ khẽ cau mày, đầu óc mờ mịt. Đúng lúc này, đột nhiên đế hình nhìn sang Diệp Huyên, sắc mặt hắn thay đổi, đừng bảo là tên này muốn kéo theo mình chết chung đấy nhé. Đế hình nhìn Diệp Huyên, hắn ta cứ nhìn chằm chằm như vậy, nhìn đến mức Diệp Huyên như tê cả da đầu. Sau một lúc, đế hình nói, ta có một nỗi lo vẫn chưa giải quyết. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn không nói gì cả nhưng trong lòng lại thầm mắng, người có nỗi lo chưa giải quyết thì liên quan gì đến ông đây chứ? Nhưng hắn không nói ra, bởi vì bây giờ tên này đang muốn nhủ hắn, lúc này hắn không muốn chọc giận đối phương. Tránh cho đối phương muốn đồng quy vô tận. Như biết được suy nghĩ của Diệp Huyên, đế hình lạnh nhạt nói, có lợi ích. Có lợi ích. Diệp Huyên vẫn trầm mặc, cái lợi này phải nhìn thấy được với cả cầm lấy được thì mới tính là lợi ích, không nhìn thấy hay cầm không được thì đều là mây trôi nước chảy thôi. Đế hình nhìn Diệp Huyên chằm chằm, hắn mở tay phải ra, trong lòng bàn tay là một cái nhẫn chứa đồ màu đen, nhẫn đế. Diệp Huyên do dự một chập, sau đó hỏi, thứ gì đấy? Đế hình nói, là một báu vật, bên trong là tuyệt học của ta, bản thân ta không muốn tuyệt học này bị thất truyền. Ngoài ra, vật này là đồ đại diện cho thân phận, sau này nếu như ngươi có cơ hội đi tinh vực thiên hình thì nhẫn này sẽ rất có ích cho ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, có ý gì? Đế hình nói, chẳng phải kiếm tu kia đã nói với ngươi lúc nãy rồi sao? Kiếm này chính người tự mình phục hồi thì càng tốt hơn. Diệp Huyên im lặng. Đế hình lại nói, nếu như ngươi đồng ý giúp ta một việc, thì trước khi chết, ta sẽ thay ngươi làm một việc. Chương 1225, Mộc Thu Ngạn. Diệp Huyên nhìn đế hình, chuyện gì? Đế hình nói, giúp người phong ấn tầng thứ 6 một chút thời gian. Đột nhiên Diệp Huyên nổi giận, chết tiệt. Tầng thứ 6, mẹ nó vẫn chưa hết nữa sao? Lúc này hắn đã muốn sụp đổ rồi. Hết tầng này lại tới tầng khác, chuyện này ai mà chịu được chứ? Ai chịu nổi hả? Ai chịu được thì tùy, dù sao khi hắn nghe thấy tầng thứ 6 thì hắn thật sự không chịu được nữa rồi. Vẻ mặt đế hình vô cảm, ngươi trách ai? Trách cái tháp này đi, ngươi đánh nó đi. Diệp Huyên. Đế hình lạnh nhạt nói, thế nào, có đồng ý không? Diệp Huyên trầm giọng nói, tầng thứ 6 này là cái quỷ gì vậy? Đế hình lắc đầu, không biết. Diệp Huyên cau mày, đế hình nói, vốn dĩ ta muốn đi lên tìm tòi thử xem nhưng đáng tiếc lại không vào được. Ban đầu nghĩ là sau khi thực lực phục hồi hoàn toàn thì cố gắng đi vào xem các tầng bên trên xem xét coi thế nào, ta muốn xem, bọn họ có tư cách gì mà được nhốt ở trên ta. Diệp Huyên khẽ nhếch môi, thì ra hắn ta quan tâm đến chuyện này. Cũng đúng, đối phương là ở tầng 5, mà còn người có thể được nhốt ở bên trên có nghĩa là còn mạnh hơn cả hắn ta,
trong lòng tên này tất nhiên sẽ có chút không phục. Đế Huyền khẽ nói, ta muốn gặp người bị nhốt ở bên trên, nếu như ngươi đáp ứng điều kiện của ta thì ta sẽ tranh thủ chút thời gian cho ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, có khi tầng 6 cũng dễ nói chuyện thì sao? Đế Hình lắc đầu khẽ cười, bọn họ chắc chắn sẽ giết ngươi. Đế Hình lại nói, không muốn biết thực lực của tầng thứ 6 ra sao? Diệp Huyền gật đầu, ngươi có điều kiện gì? Đế Hình khẽ cười, đến tinh vực Thiên Hình một chuyến, tìm một cô gái tên Mộc Thu Ngạn, nói với nàng ấy là, ước hẹn năm đó, ta rất xin lỗi. Mộc Thu Ngạn, chương 1226, trở nên mạnh hơn, để báo thù. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta nhớ rồi. Đế Hình ngẩng đầu nhìn nơi chân trời, ánh mắt hắn ta có chút mờ mịt, thật ra ta rất ngốc. Ba thanh kiếm sừng sững ở đỉnh tháp kia. Có nghĩa là năm đó tháp này đã đi tìm ba người bọn họ, mà rõ ràng ba người bọn họ không bị nhốt vào, nếu ta khiêm tốn một chút có lẽ cũng sẽ không chết. Vừa dứt lời, đột nhiên hắn ta hóa thành một tia sáng trắng nhập vào trong người Diệp Huyền. Tinh thần Diệp Huyền vội vàng chìm vào trong cơ thể, tia sáng trắng đó trực tiếp đi vào tầng thứ 6. Yên tĩnh một hồi, âm thanh của Đế Hình vang lên từ trong đầu Diệp Huyền, không phải tứ duy. Lời này còn chưa nói hết thì âm thanh Đế Hình chợt dừng lại, sau đó hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền trầm mặc. Không phải tứ duy sao? Diệp Huyền không khỏi trầm mặc thật lâu. Trước kia hắn vô thức cho rằng những vị bên trong tháp đều thuộc về tứ duy, nào ngờ mọi chuyện không đơn giản đến vậy. Nếu đã không phải là tứ duy thì chỉ còn ngũ duy, nhưng ngũ duy ư? Diệp Huyền lắc đầu cười khổ. Vừa giải quyết xong tầng 5 đã gặp phải tầng 6, đúng là ùn ùn không dứt. Đúng lúc ấy, vị Ương Thiên đi đến hỏi hắn, không sao chứ? Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không sao. Nàng ta gật đầu, vậy ngươi đi nghỉ chút đi. Diệp Huyền nghe theo, xoay người bước đi. Sau khi trận đại chiến kết thúc, người của Ma Kha tộc lẫn tinh vực vị Ương đều lặng lẽ rời đi, không có lấy một tiếng reo hò hay một gương mặt phấn khởi nào. Bởi vì họ tuy thắng nhưng chỉ là thắng hiểm, đồng thời cũng tổn thất quá nhiều người. Ở bên dưới, Mạc Tà đi lên mặt đất, lặng lẽ nhìn nơi Tả Thanh tự bạo suốt một hồi lâu. Ông lão lưng còng đi đến vỗ nhẹ lên vai hắn ta, hắn là người rất tốt. Mạc Tà ngẩng đầu lên nhìn màn sao nơi chân trời, khẽ nói, trưởng lão, Ma Kha tộc chúng ta không nên an phận một nơi thế này. Cậu muốn làm gì, ông lão lưng còng nhìn sang. Trở nên mạnh hơn, để báo thù. Diệp Huyền sững sờ. Hai mắt chiến quân đỏ ngầu, nghẹn giọng nói, nửa giờ trước hắn bị thương nặng quá, ta mới đưa đến đây. Hắn cấm ta nói cho ngươi. Diệp Huyền chậm rãi đi đến, nhìn thân hình bất động của chọc, hai tay siết chặt không nói nên lời. Hắn tuy chưa quen biết gã được bao lâu nhưng vẫn thật lòng xem gã như huynh đệ. Chương 1227, không được ư. Kẻ duy trì trật tự kia. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, huynh đệ đi thong thả. Ta sẽ không để cho cái chết của ngươi, của mọi người trở nên vô ích. Hắn đã hạ quyết tâm phải báo thù. Hơn nữa, sự kiện lần này cho hắn biết rằng ngày nào tháp giới ngục còn ở trong cơ thể, ngày đó sẽ còn có người đến gây phiền toái cho hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết mà sẽ chủ động chống lại những phiền toái này. Một hồi sau khi cùng chiến quân chôn cất cho chọc xong xuôi, Diệp Huyền mới xoay người rời đi. Chiến quân bỗng lên tiếng, hắn cứu ta nên mới chết. Bước chân hắn dừng lại, sau đó chỉ thấy người thanh niên vẫn luôn kiên cường ấy bỗng nức nở như một đứa trẻ, mẹ nó. Ta ngu quá đi mà. Diệp Huyền chỉ đáp, hãy sống thật tốt thay phần của gã nữa. Nói xong, hắn đã biến mất. Để lại chiến quân quỳ khóc trước mộ chọc một hồi lâu. Diệp Huyền không trở lại gian nhà mà đi vào rừng, ngã ngồi xuống đất. Hắn đã suy nhược tới cực điểm rồi. Kiếm là đan điền, là căn cơ của hắn, vì vậy việc kiếm chấn hồn bị hủy tương đương với việc đan điền của hắn cũng đã tiêu tan, giờ hắn không thể sử dụng một chút sức mạnh nào. Nhưng ít nhất cảnh giới và ý cảnh vẫn còn, hắn vẫn chưa đến mức trở thành một tay thư sinh trói gà không chặt. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trong rừng, mở hai tay ra,
nhìn những mảnh vụn của kiếm chấn hồn xuất hiện trên đó. Hắn khẽ gọi, tiểu hồn. Khi không có ai đáp lại, hai loại kiếm ý nhanh chóng xuất hiện khắp nơi, quấn quýt cuốn quanh những mảnh vụn trên tay hắn. Hắn biết kiếm tu kia và đế hình sẽ không lừa hắn, vì vậy đang nỗ lực hết sức để sửa kiếm. Đây là biện pháp hắn vừa nghĩ ra, cũng là biện pháp duy nhất. Khoảng 2 giờ sau, khi chấn hồn đã được Diệp Huyên dùng kiếm ý khâu lại, hắn mới thấp thỏm lên tiếng, tiểu hồn ơi! Vẫn không có ai đáp lại, đáy lòng Diệp Huyên chợt lạnh đi. Chẳng lẽ hắn thất bại rồi ư? Chương 1228, có thủ oán nhất định sẽ báo cho đủ. Bỗng nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên, tiểu chủ. Hắn vội kêu lên, tiểu hồn. Tiểu hồn khe khẽ đáp, tiểu chủ đã dùng kiếm ý chữa trị cho ta ư. Diệp Huyên gật đầu lia lịa, đúng vậy, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Còn yếu lắm, phải nghỉ ngơi thật nhiều, tiểu hồn nhỏ nhẹ đáp. Diệp Huyên vội gật đầu, được, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại đi. Tiểu chủ, tiểu hồn gọi, kiếm ý của người rất có lợi với ta, sau này mỗi ngày có thể cho ta một chút không? Tất nhiên là được rồi, Diệp Huyên đáp ngay tắp lự. Cảm ơn tiểu chủ, ta phải nghỉ ngơi rồi. Tảng đá trong lòng Diệp Huyên cuối cùng cũng rơi xuống. Không sao là tốt rồi. Hắn bỗng xoay người, nhìn thấy người con gái đang đứng cách đó không xa An Lan Tú. Khi hắn đến gần, nàng cất giọng, không sao chứ? Hắn cười, không sao cả. Tiếp theo huynh định làm gì? Trước câu hỏi khẽ khàng này, Diệp Huyên trầm giọng đáp, ta muốn rời khỏi nơi này. Thấy An Lan Tú nhìn sang, hắn tiếp lời, ngày nào ta còn ở đây, ngày ấy sẽ còn có người đến. Tên tinh chủ kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định, mà ta cũng không muốn khiến nơi này bị vạ lây. Làm sao hắn có thể quên cho được, cho dù toàn quân đối phương đã tử trận nhưng tinh chủ vẫn còn sống, hơn nữa trực giác cũng nói cho hắn biết đối phương sẽ không bỏ qua dễ dàng. Tất nhiên là được rồi, chúng ta có thể đi cùng nhau, Diệp Huyên hớn hở đáp. Nàng chỉ gật đầu không nói. Đúng lúc ấy, người áo đen trước kia đã ra tay giúp họ bước đến. Thấy Diệp Huyên nhìn sang, người đó kéo mũ choàng xuống. Hắn ngớ ra, là ông. Chương 1229, cô thích huynh ấy ư. Người này không ai khác chính là Lâm Tòng Vân. Y vừa đi đến vừa cười nói, Diệp tiểu hữu vẫn mạnh khỏe chứ? Đa tạ vì lúc trước, Diệp Huyên khom lưng hành lễ thật sâu. Tiểu hữu khách khí rồi, Lâm Tòng Vân chỉ cười, đoạn do dự hồi lâu mới nói, tiểu hữu phải đi sao? Thấy hắn gật đầu, y tiếp lời, ta có nơi này muốn đề cử cho tiểu hữu. Là nơi nào? Diệp Huyên tò mò. Thần Vũ Thành. Thần Vũ Thành ư? Diệp Huyên nhíu mày. Lâm Tòng Vân gật đầu, đó là một trong số những nơi ít ỏi mà tinh chủ không thể nhúng tay vào. Tiểu hữu, ta nói thật, bảo vật trên người cậu quá quý giá, hắn sẽ không từ bỏ đâu. Nhưng bây giờ hắn sẽ không đến nữa. An Lan Tú bỗng lên tiếng hỏi, thần Vũ Thành chính là nơi do nữ võ thần kia sáng lập đúng không? Chính xác, đó là một nhân vật trong truyền thuyết. Lâm Tòng Vân gật đầu rồi nhìn Diệp Huyên. Nơi ấy không chỉ có võ viện mà còn có kiếm tông. Tiểu hữu học kiếm, đi đến đó là thích hợp nhất. Kiếm tông. Diệp Huyên hỏi, tông môn kiếm tu sao? Có mạnh không? Lâm Tòng Vân cười, nơi mà tinh chủ cũng không dám tự tiện trêu vào thì cậu nói xem có mạnh không? Diệp Huyên nhìn sang An Lan Tú, thấy nàng gật đầu thì nói, vậy chúng ta đến thần Vũ Thành. Bỗng chiến quân xuất hiện. Thấp giọng nói với Diệp Huyên, Diệp Huynh, cung chủ tìm huynh. Diệp Huyên gật đầu rồi ôm quyền với Lâm Tòng Vân, Lâm tiền bối, chốc nữa ta trở về rồi trò chuyện tiếp. Trong giọng nói nàng mang theo một tia khiêu khích rõ ràng khiến đuôi mày Liên Vạn Lý nhấc lên, bản vương thích hắn đấy thì sao? An Lan Tú chợt im lặng, sau đó hỏi, thích huynh ấy ở chỗ nào? Liên Vạn Lý suy nghĩ hồi lâu mới đáp, thích cái tính khốn nạn càn rỡ của hắn ấy. Được không? An Lan Tú. Chương 1230. Diệp Huyên đi theo chiến quân tới nhà đá của vị Ương Thiên, bên trong nhà đá ngoài vị Ương Thiên còn có một cô gái, chính là họa sư.
Vị Ương Thiên nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Họa sư đột nhiên nói, ngươi có hứng thú thống lĩnh tinh vực Vị Ương không? Diệp Huyên sửng sốt, sau đó lắc đầu. Họa sư hỏi, vì sao? Diệp Huyên cười khổ, thứ nhất, ta thích tự do, không thích bị trói buộc. Thứ hai, thực lực của ta vẫn chưa đủ mạnh, không đủ để các thế lực lớn ở tinh vực Vị Ương thần phục. Vị Ương Thiên đột nhiên nói, nguyên nhân thật sự là gì? Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó đáp, ta muốn rời khỏi nơi này. Vị Ương Thiên hơi nhíu mày, sợ làm liên lụy đến chúng ta sao? Diệp Huyên nói, bảo vật này ở trên người ta, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua, ta ở đây sẽ chỉ mang đến tai họa cho nơi này. Hơn nữa, ta cũng muốn ra ngoài rèn luyện. Vị Ương Thiên và họa sư nhìn nhau, cuối cùng, Vị Ương Thiên nhìn về phía Diệp Huyên, đã quyết định xong rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Vị Ương Thiên đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Huyên, chuẩn bị đi đâu? Diệp Huyên đáp, Thần Vũ Thành. Vị Ương Thiên gật đầu, đúng là một nơi không tệ, vừa khéo hợp với ngươi, khi nào thì đi. Diệp Huyên cười đáp, hai ngày nữa, còn có một vài chuyện chưa xử lý xong. Vị Ương Thiên nói, đi đi. Diệp Huyên chắp tay, xoay người rời khỏi nhà đá. Trong nhà đá, Vị Ương Thiên nhẹ giọng nói, ta đã nói trước với ngươi rồi, hắn không có hứng thú đâu. Họa sư nói, nhưng nếu hai người chúng ta rời đi, tinh vực Vị Ương này. Vị Ương Thiên lắc đầu, có Bạch Tiên Sinh ở đây, không loạn được đâu. Vị Ương Thiên suy nghĩ một lát rồi đáp, được thôi. Lúc này, họa sư như nhớ ra điều gì, nàng ta đi tới bên cạnh Vị Ương Thiên, Ma Kha tộc. Vị Ương Thiên nhẹ giọng nói, hòa thuận sống chung. Họa sư cười, tốt lắm. Chương 1231, con cũng muốn đi Thần Vũ Thành. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi nhà đá, hắn tìm đến Độc Cô Huyên. Lúc này, Diệp Liên cũng đã ra khỏi tháp giới ngục, một nhà ba người đoàn tụ. Diệp Huyên bắt đầu nấu cơm làm thức ăn, còn Diệp Liên thì ở phía sau giúp đỡ, liên tục gây rối, rất vui vẻ. Nhìn Diệp Liên và Diệp Huyên đang vui vẻ, Độc Cô Huyên cũng nở nụ cười. Một nhà ba người đoàn tụ, đây là chuyện trước đây bà ấy còn không dám nghĩ đến. Vì khi đó, bà ấy đã chuẩn bị tâm lý sẽ chết rồi. Một lát sau, Diệp Huyên đã nấu ăn xong, Diệp Liên muốn ăn ngay, nhưng Diệp Huyên lại nhìn về phía Độc Cô Huyên, mẫu thân, người nếm thử đi. Nghe thấy lời Diệp Huyên nói, Diệp Liên mở to mắt. Sau đó cô bé gắp một miếng thịt đặt vào bát Độc Cô Huyên, cười hì hì một tiếng. Độc Cô Huyên thầm thấy ấm áp, bà ấy nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Liên, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, nghe nói con muốn rời khỏi tinh vực Vị Ương. Diệp Huyên gật đầu, con muốn dẫn hai người đi cùng. Mắt Diệp Liên lập tức sáng lên, vui vẻ nói, được. Nhưng Độc Cô Huyên lại hơi do dự. Diệp Huyên nhìn về phía Độc Cô Huyên. Mẫu thân băn khoăn điều gì sao? Độc Cô Huyên gật đầu, chuyện mới cập nhật. Diệp Huyên buông đũa xuống, nhìn về phía Độc Cô Huyên, bà ấy do dự một lát, sau đó nói, ta muốn dẫn Liên Nhi đến Thần Vũ Thành một chuyến. Thần Vũ Thành. Phụ thân. Nghe thấy hai chữ này, Diệp Huyên hơi nhíu mày, Diệp Liên ở bên cạnh cũng buông đũa xuống. Đối với hai chữ này, hai huynh muội đều thấy rất xa lạ. Độc Cô Huyên nhẹ giọng nói, chàng ấy không phải một người vô tình. Chương 1232, là tàu đế tinh. Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, con có ca ca là được rồi. Nói xong, cô bé tiếp tục ăn cơm. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Độc Cô Huyên gật đầu, được. Sau khi ăn xong, Diệp Huyên rời khỏi Táng Thiên Trường Thành, đi tới Ma Kha tộc. Bây giờ Ma Kha tộc cũng xem như quen thuộc với Diệp Huyên, vì vậy cũng không có ai ngăn cản hắn. Trên đỉnh núi, Diệp Huyên gặp được Mạc Tà. Mạc Tà nhìn hắn, có dự định gì? Diệp Huyên đáp, tu luyện, trả thù. Mạc Tà gật đầu, tính ta vào nữa. Diệp Huyên xoay người rời đi. Lần này hắn đến đây là muốn cho một câu trả lời. Trên con đường báo thù, thêm một người bạn chắc chắn là một chuyện tốt. Diệp Huyên quay lại nhà đá của mình,
hắn lấy nhẫn chứa đồ đế hình cho mình trước khi chết ra, trong nhẫn chứa đồ có hai thứ, một đôi băng cánh tay màu vàng sậm, băng cánh tay làm bằng loại da thú nào đó, mềm mại, sờ rất thoải mái. Diệp Huyên mang đôi băng cánh tay này vào, trong nháy mắt, hắn cảm thấy hai cánh tay căng lên, sau đó, một lực lượng mạnh mẽ cuồn cuộn không ngừng tập trung lên hai cánh tay của hắn, không những thế, một thú ảnh hư ảo đột nhiên ngưng tụ sau lưng hắn. Thú ảnh này trông giống hổ, có hai cánh, cả người đen kịt, bên trên phủ đầy những miếng vảy màu đen, trên người phát ra hơi thở cực kỳ hung ác. Đây là yêu thú gì vậy? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, lúc này, giọng nói của đế khuyển đột nhiên vang lên, có lẽ là hổ ám ma thượng cổ. Lúc này, đế khuyển đột nhiên nói, là tàu đế tinh. Diệp Huyên vội hỏi, tàu đế tinh. Đế khuyển nói, tiểu tử, thứ này còn quý giá hơn băng cánh tay kia của ngươi nữa, dù là thần tộc của ta năm đó cũng chỉ có một chiếc này thôi, vì thứ này đã thất truyền rồi, bây giờ, e rằng nó càng quý hiếm hơn. Diệp Huyên hỏi, cái này có tác dụng gì? Chương 1233, ta muốn trở về xem sao. Đế khuyển trầm giọng nói, có tác dụng rất lớn. Thuyền tinh vân bình thường qua lại trong tinh không sẽ có nguy hiểm nhất định, vì trong tinh không có rất nhiều loạn thạch và hố đen, đặc biệt là khi đi xuyên qua một vài hố đen, rất có thể sẽ bị nó nuốt chừng. Còn tàu đế tinh này thì khác, nó cực kỳ vững chắc, tốc độ cũng vô cùng nhanh, là loại thuyền duy nhất có thể xuyên qua tinh hệ. Quan trọng nhất là nó là một món bảo vật phòng ngự, lúc trước nếu ngươi có tàu đế tinh này, chỉ cần sử dụng nó, những cao thủ dị vực và tinh vực thiên hà kia hoàn toàn không tấn công được, dù là phân thân của tinh chủ kia cũng không làm gì được thứ này. Diệp Huyên hơi khiếp sợ, lợi hại thế à? Đế khuyển trầm giọng nói, tiểu tử, thứ này vô cùng quý giá, năm đó thần tộc của ta cũng chỉ có một chiếc, mà rõ ràng chiếc kia còn không tốt như chiếc này. Có lẽ chiếc này của ngươi là tàu đế tinh chân chính. Nói đến đây, nó im lặng một lát rồi tiếp tục, bây giờ ngươi có thể đến thần tộc một chuyến rồi. Thần tộc. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đi thần tộc á? Đế khuyển nói, coi như giúp ta đi. Nếu thần tộc còn có người may mắn sống sót, thì tình cảnh của bọn họ lúc này có thể không được tốt lắm. Diệp Huyên nặng nề hỏi, xa không? Diệp Huyên nói, với người lúc trước thì rất xa, nhưng bây giờ có thứ này, có thể xuyên thẳng qua tất cả hắc động, cho nên cũng không xa nữa. Diệp Huyên gật đầu một cái, được. Nói thật, hắn cũng muốn đến thần tộc xem thử chủng tộc đã từng cực kỳ mạnh mẽ này. Dĩ nhiên mục đích thật sự là muốn xem thử có còn bảo vật gì không. Ngoài hai món bảo vật này, Diệp Huyên còn phát hiện ra ba quả trứng. Trứng rất to. Diệp Huyên cầm lấy ba quả trứng, hơi nghi ngờ, đế khuyển huynh, đây là thứ gì vậy? Đế khuyển hờ hững đáp, sao ta biết? Diệp Huyên. Cứ thế, ba quả trứng kia bị tiểu linh nhi ôm đi. Lúc này, đại thần tầng 2 đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ta phải đi rồi. Nụ cười của Diệp Huyên dần biến mất, rời khỏi nơi này sao? Đại thần tầng 2 gật đầu một cái. Nhẹ giọng nói, ta muốn trở về xem sao. Chương 1234, Đạo Tắc. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, nhà người ở đâu? Đại thần tầng 2 đáp, cách nơi này rất xa. Diệp Huyên lại hỏi, có còn quay lại không? Đại thần tầng 2 nhìn về phía Diệp Huyên, sẽ, sau này, ta muốn mượn tháp của ngươi. Diệp Huyên cười nói, chỉ cần ta không chết thì hoàn toàn có thể. Đại thần tầng 2 ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ giọng nói, trước khi chết đế hình có tiến vào tầng thứ 6, nếu ta đoán không lầm có lẽ tên ở tầng thứ 6 đã tỉnh. Hơn nữa có lẽ đối phương không phải người của tứ duy, về phần có phải ngũ duy hay không, dù sao không bao lâu nữa người cũng sẽ biết thôi. Diệp Huyên im lặng. Đại thần tầng 2 nhìn Diệp Huyên, yên tâm, trước khi rời đi kiếm của kiếm tu kia đã trấn áp tháp này một lần nữa. Trong một khoảng thời gian ngắn có lẽ tên ở tầng thứ 6 không thể đi ra ngoài được. Nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất là mau chóng tìm ra hết những đạo tắc kia. Còn nữa, bình thường rảnh rỗi thì nghiên cứu những đạo tắc này nhiều vào, đặc biệt là đạo tắc mộng của tầng thứ 2, nếu có thể hàng phục nó, sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho ngươi. Diệp Huyên gật đầu, được. Đại thần tầng 2 nhìn hắn, hy vọng lần sau lúc gặp mặt,
người vẫn còn sống. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất. Đi rồi. Diệp Huyên ở trong tháp giới ngục rất lâu không nói một lời. Đại thần tầng 2 cũng đi rồi. Diệp Huyên đi tới tầng 2, đạo tắc mộng vẫn còn ở trong này. Trong ba đạo tắc, chỉ có mỗi đạo tắc mộng là hắn vẫn chưa nắm giữ thôi. Lúc trước sở dĩ hắn không đụng vào đạo tắc mộng, là vì thực lực chưa đủ, hắn không chắc chắn có thể khống chế được nó, nhưng bây giờ, hắn muốn thử một lần. Chương 1235, lại là mộng cảnh. Bây giờ thực lực của hắn đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều rồi. Diệp Huyên đi về phía đạo tắc mộng kia, lúc này, đạo tắc mộng đột nhiên khẽ run rẩy. Khi Diệp Huyên đi tới trước đạo tắc mộng, hắn đột nhiên rút kiếm ra chém một cái. Xoẹt! Kiếm quang chém xuống. Rắc! Xung quanh như có thứ gì đó vỡ nát. Kiếm chém xuống, Diệp Huyên vẫn đứng ở trước đạo tắc mộng, mà đạo tắc mộng kia cũng không hề có chuyện gì. Mà lúc này, Diệp Huyên lại chém xuống một kiếm nữa. Cứ thế, Diệp Huyên rút kiếm chừng 10 lần mới dừng lại. Mộng cảnh. Khi nãy vào khoảnh khắc đi vào, hắn đã bất chi bất giác tiến vào trong mộng cảnh, hơn nữa còn không phải một tầng mộng cảnh, mà là 10 tầng. Dù đã phá được mộng cảnh này, nhưng Diệp Huyên vẫn có hơi khiếp sợ. Quá kinh khủng. Hắn đã từng được biết đến sự đáng sợ của đạo tắc mộng này rồi, năng lực này của đối phương rất có thể lặng lẽ giết chết hắn trong mơ. Dù là bây giờ, hắn vẫn phải đề phòng 200%, vì hắn sợ chỉ cần sơ suất thì sẽ dính bẫy của đạo tắc mộng. Diệp Huyên thay đổi sắc mặt, nhưng hắn lại phát hiện không có chuyện gì xảy ra hết. Chuyện gì vậy? Diệp Huyên cau mày nhìn xung quanh rất yên tĩnh. Lại là mộng cảnh. Chương 1236, hay cho một đạo tắc mộng. Nghĩ đến đây, hắn cầm kiếm chém ra một cái. Kiếm chém xuống. Vụt. Một tia kiếm quang xuất hiện, nhưng xung quanh vẫn vô cùng bình thường, không có gì lạ cả. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, lặng lặng lấy lại tỉnh táo, một lát sau, hắn tuôn kiếm ý ra khắp xung quanh. Lần này, hắn không dùng trái tim nhìn thế giới nữa, mà là dùng kiếm ý. Vì trái tim có lúc cũng có thể lừa mình. Cứ thế, thời gian từng phút trôi qua. Dưới sự cảm nhận bằng kiếm ý của hắn, mọi thứ xung quanh đều vô cùng chân thực. Nhưng càng như thế, sắc mặt của hắn càng nặng nề. Hắn không tin đạo tắc mộng này sẽ dễ dàng phục tùng mình như thế. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục, quay về nhà đá, lúc này, Diệp Liên đi tới, giống như mọi khi, cô bé bước nhanh tới nắm lấy tay hắn, cười hì hì gọi ca ca. Diệp Huyên im lặng. Diệp Liên nhẹ giọng hỏi, sao thế ca ca? Diệp Huyên dẫn Diệp Liên đi ra ngoài nhà đá, tất cả mọi thứ ở bên ngoài cũng vô cùng bình thường. Nhưng trong bản tâm của hắn lại nói với hắn tất cả mọi thứ đều là giả. Giả. Suy nghĩ này vẫn luôn tồn tại, dù có làm cách nào cũng không xua đi được. Trong lòng biết là giả, nhưng mọi thứ trước mắt lại chân thực đến thế. Mà Diệp Liên vẫn ở bên cạnh. Mọi thứ xung quanh không khác gì lúc trước cả. Nhận ra được điều này, Diệp Huyên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước hắn vẫn cho rằng mọi thứ trước mặt đều là ảo cảnh, nhưng Diệp Liên lại vô cùng chân thực. Chương 1237, có thể tạo ra nhiều tầng ảo cảnh. Diệp Liên. Sự xuất hiện của Diệp Liên khiến hắn biết mọi thứ trước mắt không phải đều là ảo cảnh. Vì Diệp Liên là chân thực. Trên đời này không có ảo ảnh nào có thể lợi dụng Diệp Liên lừa được hắn cả. Diệp Liên là thật, mà mọi thứ xung quanh lại là giả. Điều này cho hắn biết ảo cảnh trước mặt là nửa thật nửa giả. Nếu hắn dùng kiếm chém Diệp Liên không chỉ không thể phá bỏ ảo cảnh, mà còn sẽ hối hận cả đời. Lúc này, giữa chân mày Diệp Huyên đột nhiên ngưng tụ ra một chữ mộng nho nhỏ. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được đạo tắc mộng. Lúc này, hắn cảm nhận được đạo tắc mộng đã có liên hệ nào đó với hắn, giống như đạo tắc không gian và đạo tắc đại địa lúc trước vậy. Đạo tắc mộng. Diệp Huyên cười khẽ, rốt cuộc hắn cũng có thể sử dụng đạo tắc mộng này rồi. Diệp Huyên quay đầu xoa đầu Diệp Liên, huynh đi tu luyện một lát.
Diệp Huyên chớp mắt, vâng. Diệp Huyên cười nói, có muốn đi cùng không? Diệp Liên vừa định gật đầu, nhưng dường như nhớ đến điều gì, cô bé lại lắc đầu, lát nữa muội sẽ đến tìm huynh sau. Diệp Huyên cười nói, được. Nói xong, hắn xoay người biến thành một tia kiếm quang biến mất ở chân trời. Trên tường thành, Diệp Huyên nhìn cuối chân trời xa xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu không ngừng nghiên cứu đạo tắc mộng này. Vì có sự phối hợp của đạo tắc mộng, việc nghiên cứu của hắn cũng không có gì khó khăn. Thoáng chốc đã 10 ngày trôi qua, 10 ngày này, gần như mỗi ngày Diệp Huyên đều đang tu luyện. Mà trong 10 ngày này, tinh vực Vị Ương đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chương 1238, cảm giác áp lực. Chuyện lớn nhất chính là tinh vực Vị Ương giảng hòa với Ma Kha tộc, Ma Kha tộc chính thức trở thành một thành viên của tinh vực Vị Ương. Đối với điều này, cũng không có ai trong tinh vực Vị Ương phản đối, cũng không dám phản đối, vì họa sư và Vị Ương Thiên đều đã đồng ý. Vì thế, bây giờ Ma Kha tộc cũng là một thành viên của tinh vực Vị Ương. Hôm nay, họa sư và Vị Ương Thiên đi vào rừng, Diệp Huyên đang tu luyện đứng dậy, hắn đi tới trước mặt hai cô gái. Họa sư quan sát Diệp Huyên một lát, tu luyện à? Diệp Huyên gật đầu, cười nói, hai vị tiền bối đến tìm ta là có chuyện gì sao? Họa sư gật đầu, chúng ta phải đi rồi. Đi. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, đi đâu? Họa sư cười nói, tạm thời chưa biết. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nghiêm mặt nói, ngươi có bảo vật trên người, chắc chắn rất nhiều người sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vì sức hấp dẫn của nó quá lớn. Cho nên ngươi phải cẩn thận đấy. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Họa sư đột nhiên cười, ngươi còn đồng ý với ta một chuyện, có lẽ vẫn chưa quên đúng không? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên, bây giờ tiền bối muốn đi vào sao? Họa sư nhìn Vị Ương Thiên, cùng đi vào nhé. Vị Ương Thiên hơi do dự, sau đó gật đầu. Cứ thế. Hai cô gái tiến vào tháp giới ngục. Trong tháp, bọn họ tò mò nhìn xung quanh. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Họa sư nhẹ giọng nói, người cố bảo trọng. Nói xong, nàng ta cong ngón tay, một tia sáng trắng bay vào giữa chân mày của Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi khó hiểu, đây là chương 1239, gặp nhau ở thần Vũ Thành. Họa sư nói, thần thức của chúng ta. Người có thể liên lạc với chúng ta bằng thứ này, sau này nếu có cần giúp đỡ thì liên lạc với chúng ta. Diệp Huyên thầm thấy ấm áp, hành lễ cảm ơn. Ngôn tình hoàn. Họa sư cười nói, sau này gặp lại. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất ở cuối chân trời. Vị Ương Thiên nhìn Diệp Huyên, mạng quan trọng nhất. Nói xong, nàng ta cũng biến mất. Đi rồi. Diệp Huyên nhìn về cuối chân trời, nhẹ giọng nói, hai người cũng phải sống thật tốt đấy. Lúc này, An Lan Tú và Liên Vạn Lý đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, Liên Vạn Lý nói, ta nghe Liên Nhi nói người muốn đến thần tộc một chuyến. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế, hai người đi cùng không? Liên Vạn Lý lắc đầu, lần này đến là muốn nói với ngươi, chúng ta phải đi thần Vũ Thành trước. Không chỉ chúng ta, còn có Liên Nhi và mẹ ngươi nữa. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tại sao? An Lan Tú nói, huyền môn sẽ hộ tống chúng ta. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, e rằng Liên Nhi phải đi cùng ta. Liên Vạn Lý cười, con bé nói muốn đi với chúng ta. Diệp Huyên hơi khó hiểu, Liên Vạn Lý đột nhiên nói, con bé trưởng thành rồi. Con bé nói con bé phải học cách tự lập, không thể cứ dựa vào ngươi mãi. Diệp Huyên lắc đầu, nhà đầu này. Liên Vạn Lý cười nói, con bé có thể suy nghĩ như vậy, ngươi nên vui vẻ mới phải. Dẫu sao con bé cũng có thiên phú dị bẩm, nếu chuyên tâm tu luyện, sau này chưa chắc sẽ thua kém ngươi. Diệp Huyên cười nói, vậy cũng phải. Liên Vạn Lý nói, bây giờ chúng ta phải đi rồi. Diệp Huyên. Liên Vạn Lý cười, gặp nhau ở thần Vũ Thành. Nói xong. Nàng ta và An Lan Tú xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, hắn trầm giọng nói, an toàn không?
Chương 1240, khí phách. An Lan Tú nhẹ giọng nói, yên tâm, môn chủ, họa sư và vị ương tiền bối sẽ đích thân hộ tống chúng ta đến đó, sẽ không có nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Huyên thầm thở phào, họa sư và vị ương thiên, còn có cả môn chủ kia, trừ khi bản thể của tinh chủ tới, nếu không, có lẽ mấy người An Lan Tú sẽ không gặp nguy hiểm gì. Vì mấy người này ở cùng nhau còn lợi hại hơn Diệp Huyên hắn nữa. Đi theo ba người này vẫn an toàn hơn đi cùng hắn. Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyên, trầm giọng nói, ngược lại là ngươi, ngươi phải cẩn thận đấy. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Liên Vạn Lý gật đầu, hẹn gặp lại. Nói xong, hai cô gái xoay người biến mất ở cuối chân trời. Trong rừng, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Đế Khuyển, đi thần tộc. Đế Khuyển hỏi, đi ngay bây giờ à? Diệp Huyên nói giận, phí lời, nữ nhân và muội muội của ta đều đi tới Thần Vũ Thành rồi, ta còn lãng phí thời gian ở đây làm gì? Mau đi thần tộc, sau đó đi Thần Vũ Thành. Nữ nhân, hai người kia ai là nữ nhân của ngươi? Cả hai. Diệp Huyên bước đi không quay đầu lại. Đế Khuyển. Sau khi tạm biệt chiến quân, Diệp Huyên rời khỏi tinh vực Vị Ương, đi vào trong tinh không vô tận. Diệp Huyên đứng lẳng lặng trong tinh không, trong tay hắn là chiếc tàu đế tinh kia. Diệp Huyên đứng trên tàu đế tinh, không thể không nói, tàu đế tinh này thật sự rất khí phách, hoàn toàn khác với thuyền tinh vân kia. Chẳng những thế, trên tàu đế tinh này còn có các loại trận pháp, có trận pháp phòng ngự, cũng có trận pháp tấn công, chỉ cần đủ tử nguyên tinh thì hắn sẽ có thể sử dụng mấy trận pháp này. Lúc này, Đế Khuyển xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía Đế Khuyển nhẹ giọng cất lời, đi thôi. Diệp Huyên nói, ngươi tới đi. Chương 1241, người này chính là chiến quân. Đế Khuyển gật đầu, tàu đế tinh nhanh chóng khởi động, bay về phía sâu trong tinh không. Ban đầu đi rất chậm. Diệp Huyên quay đầu nhìn xuống dưới, từ vị trí này vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy Táng Thiên Trường Thành, nhưng Táng Thiên Trường Thành đang ngày càng nhỏ lại. Vì tốc độ của tàu đế tinh đang càng lúc càng nhanh. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã hoàn toàn không nhìn thấy Táng Thiên Trường Thành nữa. Lúc này tốc độ của tàu đế tinh đã đạt đến mức tối đa, tốc độ nhanh đến mức khiến Diệp Huyên cũng hơi khiếp sợ. Vì lúc này tốc độ của tàu đế tinh đã vượt qua tốc độ phi kiếm của hắn. Tốc độ vô cùng đáng sợ. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên và Đế Khuyển đã biến mất ở chỗ sâu trong tinh không vô tận. Sau khi Diệp Huyên và Đế Khuyển rời đi không lâu, một đám người đột nhiên đi tới Táng Thiên Trường Thành. Dưới Trường Thành, người dẫn đầu là một cô gái, nàng ấy mặc một bộ giáp bạc, buộc tóc đuôi ngựa, tư thế hiên ngang. Bên cạnh cô gái còn có một nữ hai nam. Bốn người này chính là Khương Cửu, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch và Kỳ An Chi. Mạc Vân Khởi cất lời, Cửu công chúa. Cô thấy chúng ta bây giờ có chênh lệch lớn với Diệp Thổ Phỉ không? Khương Cửu ở trước mặt hờ hững đáp, có lớn hay không, đợi gặp hắn người đánh với hắn một trận chẳng phải sẽ biết thôi sao? Mạc Vân Khởi cười hì hì, cái này thì đương nhiên rồi. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Bạch Trạch ở bên cạnh, tên to con, đến lúc đó ngươi lên trước. Bạch Trạch nhìn Mạc Vân Khởi, có đánh thắng Diệp Thổ Phỉ không, ta không biết. Nhưng ta chắc chắn có thể đánh thắng được ngươi. Nghe vậy, Mạc Vân Khởi cười khẩy hai tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Bạch Trạch hờ hững hỏi, bây giờ muốn thử không? Chiến quân ngây người, sau đó nói, các ngươi là ai? Khương Cửu đáp, bạn của hắn. Bạn. Chiến quân lập tức thôi đề phòng, hắn ta cười nói, các ngươi đến muộn rồi. Diệp Huyên đã đi. Chương 1242, người biết ta là ai không? Đi rồi. Mạc Vân Khởi lập tức nhảy tới trước mặt chiến quân, hắn đi đâu? Chiến quân nói, cụ thể thì ta không biết, nhưng sau này hắn sẽ tới Thần Vũ Thành. Thần Vũ Thành. Mấy người Mạc Vân Khởi nhìn nhau, cuối cùng, Khương Cửu nặng nề hỏi, xa không? Chiến quân gật đầu, rất xa. Nói xong. Hắn nhìn mấy người Mạc Vân Khởi, các ngươi tìm hắn làm gì? Mạc Vân Khởi đáp, đánh hắn một trận. Chiến quân nhìn về phía Mạc Vân Khởi, vẻ mặt hơi kỳ lạ.
Mạc Vân Khởi bất mãn nói, ngươi có vẻ mặt gì vậy, thế nào, là xem thường ta à? Chiến quân cười nói, ta không có ý này, nhưng mà, bây giờ Diệp huynh rất mạnh. Mạc Vân Khởi vỗ ngực mình, ngươi biết ta là ai không? Chiến quân nhìn Mạc Vân Khởi nghiêm túc nói, năm đó, hắn đã bị ta đè xuống đất đánh đấy. Chiến quân. Mạc Vân Khởi còn muốn nói thêm, Bạch Trạch ở bên cạnh chợt ngắt lời, ngươi còn không im miệng nữa, ta đánh ngươi. Mạc Vân Khởi. Lúc này, Khương Cửu cất lời, đi Thần Vũ Thành. Chiến quân nhanh chóng dẫn mấy người Khương Cửu đi gặp Bạch Tiên Sinh. Một canh giờ sau, một chiếc thuyền Tinh Vân xuất phát từ Táng Thiên Trường Thành. Trên thuyền Tinh Vân là mấy người Khương Cửu, còn có thêm một chiến quân. Đích đến của bọn họ chính là Thần Vũ Thành. Chương 1243, chỉ là một cái ghế thôi. Trên thuyền Tinh Vân, Mạc Vân Khởi đột nhiên hô to, Thần Vũ Thành, ông đến đây, run rẩy đi. Lúc này, Bạch Trạch đá một cước lên người Mạc Vân Khởi. Trong tinh không, tàu đế tinh di chuyển vô cùng nhanh, chỗ nó đi qua, hố đen và loạn thạch không gian gì đó đều như vô hình. Diệp Huyên đứng trên đầu thuyền, hắn nhìn về phía tinh không xa xôi, nhẹ giọng nói, đế khuyển huynh, có phải người của thần tộc đều rất kiêu ngạo không? Đế khuyển đáp, không phải kiêu ngạo bình thường đâu, ngươi nên chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyên nói, đế huynh, thần tộc có bảo bối gì không? Bảo vật đặc biệt lợi hại ấy. Ta chỉ hỏi cho biết thôi. Đế khuyển hờ hững hỏi, đây mới là mục đích thật sự của ngươi đúng không? Diệp Huyên nghiêm mặt, ngươi nghĩ xấu về ta quá. Diệp Huyên ta sao có thể là loại người đó được? Dừng. Đế khuyển ngắt lời, ngươi đừng có làm màu với ta, ngươi là loại người gì ngươi tự hiểu. Diệp Huyên. Đế khuyển đột nhiên nói, thần tộc của ta có một món chí bảo. Diệp Huyên vội hỏi, cái gì? Đế khuyển đáp, thần vương tỏa. Diệp Huyên thắc mắc, đó là cái gì? Đế khuyển trả lời, chỉ là một cái ghế thôi. Diệp Huyên, tác dụng thì sao? Đế khuyển quăng một câu, không biết. Đế khuyển hờ hững nói, ngươi đắc ý cái gì? Tháp này ngươi khống chế được sao? Sau này nếu ngươi chết chắc chắn là bị nó hại chết. Nói đến đây. Nó im lặng một hồi rồi mới tiếp tục, tiểu tử, người lấy cái tháp nát này ở đâu vậy? Diệp Huyên nói, người khác cho. Đế khuyển. Chương 1244, hình như có hơi quen. Sau khi nói nhảm với đế khuyển một lát, Diệp Huyên bèn giao tàu đế tinh cho nó, sau đó đi về phòng. Tu luyện. Khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều không ngừng tu luyện đạo tắc mộng. Nói đúng hơn là mỗi ngày hắn đều nghiên cứu ba loại đạo tắc, hắn muốn phát huy hoàn toàn uy lực của nó. Đặc biệt là đạo tắc mộng, hắn ngày càng thấy thích nó rồi. Vì đạo tắc mộng kết hợp với phi kiếm của hắn thật sự quá hoàn mỹ. Một kiếm trong mộng. Khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Diệp Huyên đều điên cuồng tu luyện. Năm ngày sau, tàu đế tinh đột nhiên rung lên, Diệp Huyên ở trong phòng vội đứng dậy đi tới bong thuyền. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này bọn đang xuyên qua những hố đen không gian. Lực lượng mạnh mẽ xung quanh không ngừng đụng vào tàu đế tinh. Những lực lượng này rất mạnh, mạnh đến mức hắn cũng hơi kiêng dè. Nếu là thuyền tinh vân thì e rằng đã vỡ tan tành từ lâu rồi. Diệp Huyên nhìn đế khuyển ở một bên, đây là... Đế khuyển đáp, hố đen. Diệp Huyên hỏi, lúc trước chúng ta đã xuyên qua rất nhiều hố đen nhưng đâu có thế này. Đế khuyển giải thích, hố đen cũng chia mạnh yếu. Ngươi đừng lo, tàu đế tinh này có thể chịu được. Diệp Huyên gật đầu, còn bao lâu nữa thì tới. Đế khuyển do dự một lát rồi đáp, ta cũng không biết. Diệp Huyên nhìn về phía đế khuyển, ngạc nhiên, ngươi không nói đùa chứ. Đế khuyển cười ngượng ngùng, lâu rồi không về, không nhớ đường lắm. Diệp Huyên đen mặt, đừng nói ngươi đang đùa với ta đấy nhé. Đế khuyển cười hì hì, dù sao cũng là hướng này, không sai đâu. Diệp Huyên nói, là nơi này sao? Đế khuyển trầm giọng đáp, đi dạo một lát đã. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn điều khiển tàu đế tinh bay về phía trước. Diệp Huyên phát hiện tinh không xung quanh rất yên tĩnh,
hơn nữa còn không có hơi thở của sinh mạng, chẳng những thế, linh khí ở vùng tinh vực này còn cực kỳ mỏng manh. Chương 1245, nơi này hoàn toàn không phải thần vực. Lúc này, Đế Khuyển ở bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, năm đó sau khi thần tộc xảy ra chuyện, Minh tộc thừa cơ xâm lấn, ta cũng bị nhốt trong vô gian luyện ngục kia, đã bao nhiêu năm, chắc thần vực cũng đã xảy ra thay đổi long trời lở đất rồi, hy vọng thần tộc vẫn còn tộc nhân còn sống. Diệp Huyên nói, thần tộc xảy ra chuyện là chuyện kia của Giản Tự tại sao? Đế Khuyển gật đầu, vẻ mặt khổ sở, năm đó nếu tộc trưởng không quá tuyệt tình, thần tộc của ta cũng sẽ không suy sút, mà nàng ta cũng sẽ không hận thần tộc như vậy, không chết giết chết tất cả cao thủ thần tộc, còn phá hủy nhà thờ tổ của thần tộc, hay. Diệp Huyên gật đầu, trọng nam khinh nữ làm gì, ta cảm thấy nữ nhân cũng rất lợi hại. Hình như những cô gái hắn quen đều khá mạnh. Chỉ không biết tên ở tầng thứ 6 là nam hay nữ, nhưng cũng không quan trọng lắm. Đế Khuyển lại nói, mấy ông già kia của thần tộc quá ngoan cố. Diệp Huyên gật đầu, đang muốn nói gì thì cả hai đột nhiên đều ngẩng đầu lên nhìn về phía cách đó không xa, một thanh cự kiếm chọc trời đứng sững trong tinh không. Mà cự kiếm không có mũi kiếm như bị người ta lấy đi rồi vậy. Trên thân kiếm có khắc hai chữ to màu đen, kiếm tông. Kiếm tông. Khi thấy hai chữ to này, Diệp Huyên lập tức ngây người. Kiếm tông. Hắn từng thấy hai chữ này trong một thế giới mới, nơi đó có một tông môn cũng tên là kiếm tông. Hai kiếm tông này có liên quan đến nhau sao? Một lát sau, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Đế Khuyển, đây là thần vực à? Đế Khuyển nhìn quanh, sau đó nói, có lẽ có thể chắc là vậy. Diệp Huyên. Đế Khuyển cười hì hì, tới cũng tới rồi, đi qua xem thử đi. Không đơn giản. Một lát sau, Diệp Huyên nói, đi xem thử. Nói xong, hắn dẫn Đế Khuyển đi tới trước thanh cự kiếm, đứng dưới cự kiếm, thế kia càng trở nên mạnh mẽ hơn, áp lực đến mức khiến người ta hơi khó thở. Đế Khuyển nhìn thanh cự kiếm kia, sau đó nặng nề nói, chỗ này không đơn giản đâu. Chương 1246, cái chỉ tay này khiến tia kiếm quang kia vỡ tan. Diệp Huyên gật đầu, đúng là không đơn giản, đi vào xem thử. Nói xong, hắn và Đế Khuyển vòng qua thanh cự kiếm kia, trong tinh không xa xa phía sau cự kiếm có một đại điện tan hoang vô cùng to lớn, trên đại điện có 72 thanh phi kiếm bay quanh, ngoài ra, xung quanh đại điện thỉnh thoảng còn vang lên tiếng kiếm reo. Diệp Huyên nhíu mày, có người à? Nhưng hắn không cảm nhận được hơi thở sinh mệnh. Diệp Huyên tăng tốc, chẳng mấy chốc, hắn và Đế Khuyển đi tới trước tòa đại điện kia, vừa đi tới, mấy thanh phi kiếm đã nhanh như chớp bắn về phía hắn và Đế Khuyển. Diệp Huyên mặt không cảm xúc, cũng không né tránh, hai thanh phi kiếm vừa đi tới trước mặt hắn đã lập tức vỡ tan tành, cùng lúc đó, hai thanh kiếm một đen một trắng xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này, tiếng kiếm reo kia đột nhiên vang khắp đại điện, một lát sau, một tia kiếm quang đột nhiên phóng lên từ trong đại điện, xông thẳng vào không trung. Diệp Huyên và Đế Khuyển ngẩng đầu nhìn lên, không biết trên không trung tập trung hơn vạn thanh kiếm từ khi nào, hơn vạn thanh kiếm này đang quanh quẩn trong không trung. Lúc này, chúng nó đột nhiên xoay thân kiếm, chĩa tất cả mũi kiếm về phía Diệp Huyên và Đế Khuyển. Thấy cảnh này, Diệp Huyên sầm mặt, kiếm trận này là có người điều khiển sao? Diệp Huyên còn chưa kịp nghĩ nhiều, vạn thanh kiếm trên không trung bất ngờ lao nhanh xuống, tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái đã di chuyển tới trên đầu Diệp Huyên và Đế Khuyển. Đế Khuyển đang muốn ra tay, Diệp Huyên chợt ngăn cản, để ta. Dứt lời, hắn chắp ngón tay lại, nhẹ nhàng đảo một cái. Ong ong. Hai tiếng kiếm reo vang lên, sau đó, hai tia kiếm quang một đen một trắng xuất hiện, xung quanh lập tức vang lên âm thanh bén nhọn. Chớp mắt một cái, mấy vạn thanh kiếm kia đã bị chém thành mảnh vụn hết. Cái chỉ tay này khiến tia kiếm quang kia vỡ tan. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, trên một bệ đá trong đại điện có một hình nhân gỗ tay cầm trường kiếm đứng đó. Chương 1247, nhưng hắn lại thua. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, kiếm quang khi nãy là tên này làm ra ư? Lúc này, hình nhân gỗ kia đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy thẳng tới trước mặt Diệp Huyên, cùng lúc đó,
nó đâm trường kiếm trong tay đến giữa chân mày Diệp Huyên, nhanh như điện. Vào khoảnh khắc hình nhân gỗ chém ra, Diệp Huyên cũng lập tức xuất kiếm, tốc độ nhanh hơn, đâm thẳng vào trước ngực hình nhân gỗ. Nhưng vừa đâm vào, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, vì một kiếm này của hắn không đâm thủng hình nhân gỗ trước mắt, ngược lại, kiếm của hình nhân gỗ thì đã tới chỗ cách giữa chân mày hắn mấy tấc. Diệp Huyên giẫm nhẹ mũi chân lùi về sau, mà lúc này, hình nhân gỗ kia đột nhiên tăng tốc. Vèo. Khi Diệp Huyên lùi ra ngoài 10 trượng, chỗ hắn đứng ban đầu có một giọt máu tươi chậm rãi rơi xuống. Diệp Huyên sờ nhẹ giữa chân mày mình, nơi đó có một vết kiếm nho nhỏ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn hình nhân gỗ ở phía xa, lúc này, vẻ mặt của hắn khá nặng nề. Tốc độ một kiếm ban đầu của hình nhân gỗ kia khi nãy thật ra chỉ là một mánh khóe, cuối cùng đột nhiên tăng tốc, đó mới là tốc độ ra kiếm thật sự của hình nhân gỗ. Bị gài rồi. Nói đúng hơn là hắn khinh địch. Phía xa, hình nhân gỗ kia cầm kiếm chỉ một cái về phía Diệp Huyên, mang ý khiêu khích vô cùng rõ ràng. Cách đó không xa, đế khuyển đột nhiên cười to, thấy Diệp Huyên chịu thiệt, nó lập tức cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ. Diệp Huyên cầm kiếm đi về phía hình nhân gỗ, mà lúc này hình nhân gỗ cũng không xuất kiếm, chỉ đứng yên như thế. Khi Diệp Huyên đi tới chỗ cách hình nhân gỗ nửa trượng, hình nhân gỗ kia đột nhiên xuất kiếm. Hàn quang lóe lên. Mà gần như cùng một lúc, Diệp Huyên cũng xuất kiếm. Mũi kiếm sắc bén đấu với ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng ngay sau đó, Diệp Huyên lại lùi xa 10 trượng, trên cánh tay phải của hắn có một vết kiếm sâu. Hình nhân gỗ này sử dụng hai kiếm. Cách đó không xa, đế khuyển cũng ngừng cười, ánh mắt của nó cũng trở nên nặng nề. Nếu lúc đầu là Diệp Huyên khinh địch, thì lần này, Diệp Huyên thật sự đã bị đánh bại rồi. Mà nó hiểu rất rõ thành tựu của Diệp Huyên, hình nhân gỗ này có thể khiến Diệp Huyên chịu thiệt hai lần liên tiếp, có thể nói là có hơi đáng sợ. Chương 1248, kiếm ra rất nhanh, hơn nữa còn là song kiếm. Cách đó không xa, Diệp Huyên im lặng. Nghĩ lại. Khi nãy vì sao lại thua? Chỉ vì hình nhân gỗ ra hai kiếm sao? Thật ra thì không hoàn toàn đúng. Còn có một lý do khác, chính là tốc độ ra kiếm của hắn vẫn chưa đủ nhanh, hơn nữa năng lực phản ứng cũng không đủ, vì lúc đối phương ra kiếm thứ hai, hắn còn chưa phản ứng kịp. Đây là bị áp chế về cả tốc độ và ý thức. Diệp Huyên nhìn hình nhân gỗ ở phía xa, hắn có hơi nghi ngờ, đây thật sự là hình nhân gỗ ư. Lúc này, hình nhân gỗ kia đột nhiên chĩa kiếm vào Diệp Huyên, ý bảo Diệp Huyên tiếp tục lên đi. Diệp Huyên cầm kiếm đi về phía nó, đế khuyển ở một bên đột nhiên nói, cẩn thận. Nó đã nhìn ra hình nhân gỗ này ra chiêu chí mạng, không hề có ý nương tay. Diệp Huyên gật đầu một cái, sau đó đi tới trước mặt hình nhân gỗ, lần này, hình nhân gỗ không ra tay, mà Diệp Huyên cũng không ra tay. Cả hai cứ đứng như thế khoảng nửa canh giờ. Nửa canh giờ này, cả hai đều không ra tay. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất kiếm, mà khoảnh khắc Diệp Huyên xuất kiếm, hình nhân gỗ cũng xuất kiếm theo. Kiếm ra rất nhanh, hơn nữa còn là song kiếm. Sắc mặt của đế khuyển ở một bên cũng hơi nặng nề. Phi kiếm của Diệp Huyên nhanh đến mức nào nó cũng đã thấy, nhưng tốc độ ra kiếm của bốn người trước mặt lại còn nhanh hơn cả phi kiếm của Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chém một kiếm về phía trước. Một kiếm này của hắn chém thẳng về phía bóng người trước mặt mình kia, nhưng hắn vừa mới chém xuống, kiếm của bóng người đó chợt đâm vào mũi kiếm của hắn. Chương 1249, đương nhiên là có. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, vì hắn phát hiện sức mạnh trong một kiếm này của mình như vừa biến mất vậy. Lúc này, cái bóng kia xông lên. Ầm. Diệp Huyên lập tức lùi lại gần trăm trượng. Trước mặt Diệp Huyên, kiếm quang biến mất, bốn bóng người đột nhiên quay lại trong người hình nhân gỗ kia. Hình nhân gỗ không tiếp tục ra tay. Nó trở về chỗ đứng ban đầu của mình, trường kiếm chỉ xéo xuống đất, không còn hơi thở gì nữa. Diệp Huyên nhìn xuống người mình, lúc này trên người hắn có không dưới 30 vết kiếm. 30 vết kiếm này đều là mấy cái bóng khi nãy để lại.
Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn hình nhân gỗ ở cách đó không xa, lúc này hắn chợt thấy hơi mơ hồ, một hình nhân gỗ cũng có thể mạnh đến thế sao? Từ đầu đến cuối, hình như gỗ này không hề sử dụng một kiếm kỹ này, đều chỉ sử dụng kiếm thuật bình thường. Hắn là bị kiếm thuật của đối phương đánh bại, hơn nữa còn là sau khi sử dụng phi kiếm. Trước hình nhân gỗ này, dù là tốc độ ra kiếm, lực lượng hay kỹ xảo của hắn đều bị đối phương áp đảo hoàn toàn. Lúc này, Đế Khuyển đi tới bên cạnh Diệp Huyên, đánh nữa không? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là có. Nói xong, hắn đi về phía hình nhân gỗ kia. Diệp Huyên và hình nhân gỗ kia nhanh chóng chiến đấu một lần nữa, nhưng không lâu sau, hắn đã hoàn toàn thua trận. Nhưng cũng may là hình nhân gỗ kia sẽ không đuổi theo, chỉ cần hắn rời khỏi đại điện là nó sẽ dừng lại, vì vậy, mặc dù hắn thua, nhưng chỉ cần lùi khỏi đại điện là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. 15 ngày sau, Diệp Huyên đi tới trước mặt hình nhân gỗ một lần nữa, lần này, hắn tự tin mình có thể đánh bại hình nhân gỗ. Ngôn Tình Hài. Hắn đi tới trước mặt nó, nhưng lúc này khác với mọi hôm, hình nhân gỗ không đợi hắn tấn công đã xuất kiếm trước. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, đang muốn xuất kiếm, nhưng hình nhân gỗ kia như biết hắn muốn làm thế, đâm thẳng kiếm về phía cổ tay hắn, làm Diệp Huyên không thể không lùi lại, vì nếu hắn xuất kiếm cũng giống như dùng cổ tay ngăn cản kiếm này của hình nhân gỗ vậy. Lui. Chương 1250. Phản ứng của Diệp Huyên cũng rất nhanh, sau khi lùi lại một bước, hắn cũng rút kiếm chém ra. Rút kiếm định sinh tử. Nhưng chiêu kiếm này mới ra được một nửa, kiếm của hình nhân gỗ đã tới chỗ cách giữa chân mày hắn nửa tấc. Diệp Huyên không thể không thu tay, sau đó lùi về. Nửa giây sau, Diệp Huyên đã lùi tới cửa, mà lúc này, hình nhân gỗ cũng dừng tay, lùi về. Thua rồi. Diệp Huyên vô cùng hoảng hốt, sau khi hình nhân gỗ ra tay trước, hắn lại thua trong nháy mắt. Lúc này, hình nhân gỗ cách đó không xa đột nhiên cất lời, tổ sư có nói, xuất kiếm sau chú trọng lấy bất biến ứng vạn biến, tìm ra sơ hở, một kiếm phá vạn pháp, một chiêu lấy mạng. Diệp Huyên hỏi hình nhân gỗ, xuất kiếm trước thì sao? Hình nhân gỗ nói, xuất kiếm trước chú trọng tiên phát chế nhân, chiếm đoạt tiên cơ, thắng ở chỗ đánh bất ngờ. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, tổ sư của ngươi là ai? Hình nhân gỗ đáp, trên người ngươi có hơi thở của tổ sư. Diệp Huyên. Hơi thở tổ sư. Diệp Huyên cau mày, có ý gì? Người gỗ nói, hơi thở tổ sư. Diệp Huyên lại hỏi, cái gì mà hơi thở tổ sư? Người gỗ nói, hơi thở tổ sư. Diệp Huyên không nói nên lời, xem như hắn đã hiểu rồi. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên nhìn người gỗ ta. Hơi thở tổ sư sao? Người gỗ nói, hơi thở tổ sư. Diệp Huyên đi đến trước mặt người gỗ, lần này đối phương không hề rút kiếm, thế nhưng hắn vẫn không dám lơ là, bởi vì nếu đối phương đột nhiên rút kiếm thì hắn không thể đảm bảo là mình có thể đỡ được. Chương 1251, ngoài ra thì không còn gì khác. Thế nhưng lần này, người gỗ cũng không hề ra tay. Diệp Huyên đến trước mặt người gỗ. Tay phải hắn chạm nhẹ vào thân người gỗ, chỉ là gỗ thôi, cũng không có chất liệu gì đặc biệt. Diệp Huyên cười nói, đi cùng ta. Người gỗ nói, hơi thở tổ sư. Diệp Huyên cười khà khà một tiếng, thẳng thừng cất người gỗ vào trong tháp giới ngục, mà khi vừa vào tháp giới ngục, người gỗ đang định phản kháng thì đột nhiên nó lại ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó chậm chậm đi lên đỉnh tháp. Ở đỉnh tháp, người gỗ đi đến trước một thanh kiếm trong đó. Nó cứ đứng mãi ở đấy, không động đậy. Bên ngoài tháp giới ngục, Diệp Huyên khẽ cau mày, người gỗ này có liên quan đến chủ nhân thanh kiếm đỉnh tháp. Một lát sau, Diệp Huyên không nghĩ ngợi chuyện này nữa, dù sao thì theo như hắn thấy, bây giờ người gỗ này đã là của hắn rồi. Những lúc rảnh rỗi có thể lấy người gỗ này ra để tập luyện cùng, nếu như gặp phải kẻ địch lợi hại thì người gỗ này cũng là một trợ thủ siêu cấp. Diệp Huyên không để bụng nữa mà ngẩng đầu nhìn đến đại điện xa xôi, đại điện có phần tan hoang đổ nát, xung quanh đã phủ một lớp bụi dày. Đế Khuyển nhẹ giọng nói, nơi này chắc đã trải qua tai họa nào đó. Diệp Huyên gật đầu, nói, chúng ta đi xem thử có bảo vật gì không.
Đế khuyển. Diệp Huyên đi dạo một vòng xung quanh, nhưng cũng không phát hiện ra bảo vật gì đáng giá. Ngoài ra, hắn cũng không phát hiện ra bất kỳ người nào. Ngay cả linh hồn cũng không hề có. Cuối cùng, Diệp Huyên quyết định rời đi, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị rời khỏi đấy thì âm thanh của kiếm đột nhiên vang lên ở dãy núi phía sau đại điện. Diệp Huyên sững người, sau đó vội nói, đi thôi, có bảo bối. Nói xong, hắn đã biến mất nơi không xa. Sắc mặt đế khuyển có phần không ổn lắm, nó thật sự phải đưa tên này đến thần tộc sao? Diệp Huyên cau mày, tiếng kiếm đó là phát ra từ đâu được? Chương mới nhất tại TRUMTRUIEN, ME. Sau một lúc, Diệp Huyên đi vào trong, trên vách nhà treo một thanh kiếm có vỏ. Ngoài ra thì không còn gì khác. Diệp Huyên đi đến phía trước thanh kiếm có vỏ đó, lúc này thanh kiếm khẽ run, vang lên một âm thanh từ thanh kiếm. Chương 1252, thanh kiếm này có chút kỳ lạ. Tay trái Diệp Huyên cầm lấy thanh kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm. Hắn nhẹ nhàng rút ra. Nhưng vừa rút một chút thì thanh kiếm lại không hề di chuyển chút nào. Diệp Huyên ngẩn người, sau đó dùng sức rút tiếp, nhưng thanh kiếm vẫn bất động như cũ. Diệp Huyên cau mày, hắn vận huyền khí trong cơ thể sau đó rút mạnh ra. Thanh kiếm vẫn không hề di động. Diệp Huyên nhìn đế khuyển, nó nói, để ta thử xem. Diệp Huyên gật đầu, đưa kiếm cho đế khuyển, một chi đế khuyển cầm lấy vỏ kiếm, chi kia thì giữ chuôi kiếm, rút mạnh ra. Tuy nhiên, thanh kiếm vẫn không hề động đậy như cũ. Lúc này, vẻ mặt Diệp Huyên và đế khuyển đều có phần căng thẳng. Đế khuyển trầm giọng nói, thanh kiếm này không hề đơn giản. Nói rồi, nó đưa thanh kiếm cho Diệp Huyên. Diệp Huyên nhận lấy kiếm rồi quan sát một cách kỹ lưỡng, vỏ kiếm rất bình thường, hình như làm bằng sắt thường, chuôi kiếm cũng rất thường thường, không hề có gì khác. Đây là kiếm gì vậy? Diệp Huyên ngắm nghía thanh kiếm trong tay, có phần ngờ vực. Thanh kiếm này thoạt nhìn thì rất bình thường nhưng hắn biết rõ là thanh kiếm mà ngay cả hắn và đế khuyển đều không rút ra được tuyệt đối không phải kiếm tầm thường. Vào lúc này, thanh kiếm đó đột ngột run lên. Diệp Huyên cầm chuôi kiếm dao động dữ dội như muốn thoát ra. Đế khuyển nói, thần tộc ta so với nơi này thì còn khí phái hơn, thế nhưng vẫn. Nó nhìn Diệp Huyên, vài năm nay, ta đã hiểu được một đạo lý. Thế lực dù đang lớn mạnh thì cũng sẽ có một ngày bị diệt vong, không có thế lực nào là tồn tại mãi mãi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đi thôi. Chương 1253, không rõ, nơi này quá hẻo lánh. Nói xong, hắn dẫn theo đế khuyển quay đầu rời đi. Mà ngay sau khi Diệp Huyên và đế khuyển rời đi, một người áo đen và một ông lão đột nhiên xuất hiện, họ đứng ở trên thanh kiếm lớn. Người áo đen lạnh lùng nhìn theo hướng Diệp Huyên và đế khuyển rời đi, hắn chính là Diệp Huyên kia. Ông lão gật đầu, chính là người đó. Người áo đen trầm giọng nói, lúc nãy, sao ông lại muốn ngăn ta ra tay? Ông lão nói, tinh chủ chỉ là muốn chúng ta đi theo hắn. Người áo đen lạnh giọng, người này yếu ớt như vậy, tại sao lúc này không trực tiếp giết chết đi? Ông lão nhìn người áo đen, yếu ớt như vậy. Trận chiến ở tinh vực Vĩ Ương, phân thân tinh chủ đã ngã xuống, tất cả toàn quân đều bị tiêu diệt mà tất cả chuyện này đều bởi vì người này, người nghĩ hắn ta yếu. Người áo đen khẽ nheo hai mắt, không nói gì. Ông lão nhẹ giọng nói, tinh chủ chỉ cần hai người chúng ta đi theo. Bây giờ tinh chủ đang trị thương, chúng ta chớ có hành động sốc nổi, phá hỏng kế hoạch của tinh chủ. Người áo đen trầm mặc một lúc. Sau đó ông ta quay người nhìn kiếm tông sau lưng, có biết kiếm tông ở đây từng là thế lực thế nào không? Ông lão lắc đầu, không biết. Người áo đen nói, thần Vũ Thành cũng có kiếm tông, không biết kiếm tông này với kiếm tông đó có quan hệ gì không? Ngay lúc này, trong kiếm tông ở nơi xa đột nhiên có một luồng kiếm quang bay ra. M thanh người áo đen dừng lại, ngay sau đó, đột nhiên đầu tên này lệch qua một bên, rớt từ trên cổ rơi xuống. Ông lão bên cạnh người áo đen đứng ngây người, ông ta lập tức xoay người chạy, trong chớp mắt đã biến mất nơi chân trời tinh không. Trên thanh kiếm lớn, đầu người đầm đìa máu chậm chậm rơi xuống.
Chương 1254, Đại trận hư ảo. Trên tàu đế tinh, Diệp Huyên hỏi, đế huynh, rốt cuộc ngươi có biết đường không? Sau khi rời khỏi kiếm tông, bọn họ đã xuyên qua trong tinh không đến mấy canh giờ, hơn nữa còn là xuyên qua xuyên lại. Cách Diệp Huyên không xa, đế khuyển nhìn xung quanh, có chút nghi ngờ, đáng lẽ chính là khu vực này, sao lại không có chứ? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn xung quanh tinh không đều yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có mỗi ánh sao lấp lánh. Dường như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên bỗng nói, có khi nào là có trận pháp che giấu vị trí của thần vực không? Đế khuyển sững người, sau đó như bừng tỉnh, sao ta lại không nghĩ đến chứ? Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta xem thử. Nói xong, hai mắt hắn từ từ nhắm lại, rất nhanh sau đó, kiếm ý của hắn lan ra khắp nơi xung quanh. Một lát sau, hắn đột nhiên gập đầu ngón tay, một luồng kiếm quang xuyên không bay đi. Cách đó nghìn trượng, không gian nơi đó bỗng chốc gợn lăn tăn như sóng nước. Rất nhanh, dưới sự quan sát của Diệp Huyên và Đế Khuyển, khoảng không gian đó đột nhiên xuất hiện một ngọn cờ dài màu đen mờ ảo. Thấy vậy, Đế Khuyển vội nói, đại trận hư ảo. Đây là đại trận hư ảo của thần tộc ta chắc chắn còn người sống sót. Nó vừa dứt lời, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Dáng người ông lão tương đối cao lớn, ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên và Đế Khuyển, loài người thấp hèn. Loài người thấp hèn. Ông lão cười lạnh, đánh ra một quyền. Ầm ầm. Đế Khuyển cứ thế bị đánh bật về chỗ cũ, thế nhưng ông lão kia cũng lùi nhanh về sau cả nghìn trượng. Ông lão nhìn Đế Khuyển khẽ cau mày, thật không ngờ mà, xúc sinh ngươi cũng có chút bản lĩnh. Chương 1255, không cần nể mặt ta. Diệp Huyên ở bên cạnh Đế Khuyển không hiểu, ông ta không nhận ra ngươi. Đế Khuyển nói, ta không có biến thân. Diệp Huyên ngây người, sau lại nói, ngươi biến thân đi. Sắc mặt Đế Khuyển có chút khó coi, biến không được. Diệp Huyên. Cách đó không xa, ông lão kia đột nhiên nói, loài người thấp hèn, lão phu cho ngươi một cơ hội, lập tức dẫn con xúc sinh này cút ra khỏi địa bàn thần vũ ta, nếu không. Ngay lúc này, ngay giữa lông mày Diệp Huyên một chữ mộng lẳng lặng hiện lên. Trong chớp mắt, Diệp Huyên đã xuất hiện ở trước mặt ông lão, mà kiếm của hắn cũng chặn ngay ấn đường của ông lão. Vẻ mặt ông lão vô cùng khó tin, ngay sau đó, ông ta tức giận nói, loài người thấp hèn, người dám đối với bản thân. Lúc này, bóng kiếm Diệp Huyên đâm vào trong miệng ông ta, sau đó nhẹ nhàng xoay kiếm. Đầu lưỡi ông lão lập tức bị nghiền nát. Ông lão trợn tròn hai mắt, ánh mắt vô cùng dữ tợn nhưng lại không dám cử động, bởi vì kiếm Diệp Huyên đã đâm đến cổ họng, nếu còn đâm tiếp thì ông ta chắc chắn sẽ chết. Diệp Huyên nhìn sang Đế Khuyển, cảm thấy mình hơn người là tính cách bẩm sinh của thần tộc à. Đế Khuyển do dự một chập, sau đó nói, thực ra, ông ta cũng xem như khiêm tốn rồi. Diệp Huyên. Đế Khuyển lạnh nhạt nói, không cần nể mặt ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nâng tay vung ra một kiếm, đầu ông lão lập tức bay đi. Trong không trung, đầu ông lão chậm chậm rơi xuống mà hai mắt ông ta vẫn trợn tròn, đến chết cũng không hề nghĩ rằng mình sẽ chết như vậy. Chương 1256, người đã giết người của thần tộc ta. Diệp Huyên nhìn phía trước, nhẹ giọng nói, Đế Khuyển huynh, lần này chúng ta đến thần tộc, e là không dễ nói chuyện đâu. Sắc mặt Đế Khuyển u ám, không nói gì. Thần tộc. Thật ra, là một thành viên của thần tộc, nó cũng có sự kiêu hãnh của riêng mình. Thế nhưng sau khi bị nhốt nhiều năm như vậy, nó đã hiểu rõ được nhiều chuyện. Trong vũ trụ mênh mông này, thần tộc cũng không được xem là mạnh nhất, nhất là khi gặp được tháp giới ngục của Diệp Huyên cùng với đế hình kia, hoặc là cả kiếm tu nọ. Thần tộc, đã suy tàn. Đừng nói là suy tàn, cho dù là lúc đang ở đỉnh cao thì cũng chẳng có gì để kiêu ngạo cả. Không nói đến kiếm tu thần bí kia, chỉ là đế hình kia thôi, đó cũng không phải là người mà thần tộc có thể chống lại được. Mà bây giờ thần tộc càng như chó chết chủ, đến lúc này mà vẫn còn kiêu ngạo thì chẳng khác nào tìm đường chết. Không có thực lực, tính nết phải kiềm lại. Nhưng, vừa nãy, sau khi gặp được người của thần tộc,
nó đã biết thói quen tự cao tự đại này của thần tộc vẫn chưa hề thay đổi. Như biết được suy nghĩ của Đế Huyền, Diệp Huyền an ủi nói, Đế Huynh, ta tin không phải tất cả người của thần tộc đều giống như ông lão lúc nãy. Đế Huyền thấp giọng thở dài, thần tộc tự phong làm thần tiên, vì vậy bọn họ đều rất khinh thường những tộc khác, nhất là với loài người. Bởi vì vào những năm còn là thời đại của thần tộc thì loài người chính là người hầu của thần tộc. Nói đến đây, nó nhìn sang Diệp Huyền, bọn họ khinh thường và xem nhẹ loài người từ trong xương, cũng giống như loài người đối với gia súc vậy. Diệp Huyền lắc đầu, nếu người của thần tộc ngươi còn sống sót đến hiện tại mà vẫn còn giữ thái độ đó thì xin thứ cho ta nói thẳng, đúng là thật sự hết thuốc chữa rồi. Diệp Huyền nói, giết rồi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyền chằm chằm, tại sao người lại biết thần tộc ta ở đây? Diệp Huyền nhìn Đế Huyền huynh, người cũng nên tiết lộ thân phận chút đi. Đợi lát nữa, không chừng sẽ phải chiến một trận đổ máu với thần tộc mất. Đế Huyền đi đến trước mặt người đàn ông trung niên, nó lạnh lùng nhìn đối phương, thế nào, thần tộc bây giờ đã không còn ai nhận ra ta rồi à? Chương 1257. Người đàn ông trung niên nhìn Đế Huyền chằm chằm, một lát sau, ông ta cau mày, ngươi là súc sinh từ đâu tới, ngươi? Đế Huyền đột nhiên giận dữ, súc sinh tổ tông nhà ngươi. Vừa dứt lời, nó vươn người nhảy lên. Sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi, tay phải đánh mạnh từ trên xuống dưới. Ầm. Ngay sau khi một tiếng nổ vang lên, Đế Huyền bị đánh bay ra ngoài cả trăm trượng, nhưng người đàn ông trung niên cũng lùi về sau trăm trượng. Người đàn ông trung niên có chút ngạc nhiên, ông ta nhìn Đế Huyền, vẻ mặt nghiêm trọng, không ngờ súc sinh như ngươi cũng có chút bản lĩnh. Lúc này, Diệp Huyền bỗng cảm thấy rất buồn cười nhưng hắn đã nhịn được. Mà Đế Huyền đã tức điên lên rồi. Bây giờ nó không thể biến thân, không thể phát huy toàn bộ thực lực, nếu không, ngoại trừ một số ít người của thần tộc thì không ai có thể là đối thủ của nó. Lúc này, người đàn ông trung niên chợt lên tiếng, mặc kệ các người là ai, nếu đã dám giết người của thần tộc ta thì cứ chuẩn bị gánh chịu cơn phẫn nộ của thần tộc ta đi. Ông ta vừa dứt lời, định ra tay thì vào giây phút ấy, một âm thanh đột ngột vang lên từ trong sân, dừng tay. Âm thanh này vừa dứt, Diệp Huyền cau mày, chữ mộng kia cũng lẳng lặng biến mất. Không biết từ bao giờ mà một cô gái đã xuất hiện sau lưng người đàn ông trung niên. Cô gái mặc váy áo dài rộng, tóc dài xõa vai, khuôn mặt xinh đẹp, rất tinh tế. Nhìn thấy cô gái này, người đàn ông trung niên vội thi lễ, thần nữ. Cô gái khẽ gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Diệp Huyền và Đế Huyền. Nàng ta nhìn Diệp Huyền, không hề có chút khinh miệt nào, ánh mắt rất bình tĩnh, rồi nàng ta nhìn sang Đế Huyền, lúc nhìn thấy nó, nàng ta bỗng cau mày, một hồi sau, ánh mắt nàng ta hiện lên tia khó tin, ngươi là Đế Huyền. Đế Huyền lạnh lùng nhìn cô gái, không nói gì. Sắc mặt cô gái dần dần dịu xuống, ngươi đã rời khỏi thần tộc nhiều năm, bọn họ không nhận ra ngươi cũng là chuyện bình thường. Đế Huyền nhìn cô gái, bây giờ ngươi là thủ lĩnh của thần tộc. Cô gái gật đầu, đúng. Lúc này, người đàn ông trung niên cách đó không xa bỗng lạnh giọng nói, người thần tộc ta sao có thể kết bạn với một tên loài người chứ? Tại sao không thể? Đột nhiên Đế Huyền nói, hắn chính là bằng hữu của lão tử, ngươi cắn chúng ta à? Chương 1258, ngươi là thú hộ tộc của thần tộc ta. Người đàn ông trung niên tức giận đến mặt cũng xanh mét, ông ta căm tức nhìn Đế Huyền, ngươi chính là thú hộ tộc của thần tộc, sao ngươi có thể cam chịu hạ mình để đi kết bằng hữu với một tên loài người thấp hèn? Ngươi đang làm mất mặt mũi của thần tộc ta. Diệp Huyền nghe thấy cũng ngẩn người, toàn thân chết lặng. Hắn không tức giận mà ngược lại thấy hơi nực cười. Sắc mặt Đế Huyền vô cùng khó coi. Lần này nó dẫn Diệp Huyền quay về là vì hy vọng có thể thông qua quan hệ của Diệp Huyền để giúp quan hệ của thần tộc và Giản Tự Tại được dịu đi đôi chút. Hơn nữa, nó cũng hy vọng Diệp Huyền có thể qua lại thân thiết với thần tộc. Bởi vì từ khi giao tiếp với Diệp Huyền, nó thấy thực lực và tiềm lực của hắn đều vô cùng kinh khủng. Nếu như thần tộc và Diệp Huyền qua lại thân thiết thì đây chắc chắn là chuyện tốt đối với thần tộc. Nhưng mà nó lại không ngờ. Vừa mới đến nơi này thì đã xảy ra nhiều chuyện không vui vẻ như vậy. Chợt Đế Huyền có chút nản lòng,
nó nhìn Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Nói xong, nó quay người bước đi. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Vốn dĩ hắn cũng muốn kết thân với thần tộc, nếu như có thể thì sẽ giúp làm dịu mối quan hệ giữa Giản Tự Tại và thần tộc, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Thần tộc như vậy, hắn không muốn qua lại một chút nào. Diệp Huyên cười nói, ta không thấy được thành ý của ngươi. Vẻ mặt cô gái bình thản, người đàn ông trung niên kia ở sau lưng nàng ta cười lạnh, muốn được người khác tôn trọng thì phải có thực lực để người khác tôn trọng, không có thực lực mà còn vọng tưởng muốn được người khác tôn trọng, đúng là ngu xuẩn. Giữa lông mày Diệp Huyên, chữ mộng lặng lẽ xuất hiện, sắc mặt cô gái lập tức thay đổi, trong nháy mắt trong sân đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cô gái quay người nhìn người đàn ông trung niên, ông ta có hơi ngỡ ngàng, đang định lên tiếng thì tay phải lập tức đứt rời rơi xuống, máu chảy thành dòng. Thấy vậy, người đàn ông trung niên hoảng hốt trong lòng, ông ta khó tin nhìn Diệp Huyên, ngươi. Chương 1259, hơn 13.000. Diệp Huyên cười nói, bây giờ, ngươi cầm miệng cho ta, nếu ngươi còn nói thêm một câu thì ta sẽ khiến ngươi không thể nói thêm được câu nào suốt cả quãng đời này. Người đàn ông trung niên vừa muốn nói gì đó, cô gái đột nhiên gầm lên, lui xuống. Vẻ mặt người đàn ông trung niên có phần khó coi nhưng vẫn không dám làm trái lời cô gái, lập tức lui xuống. Cô gái nhìn Diệp Huyên, nàng ta cứ nhìn Diệp Huyên chằm chằm như vậy, trước đó có chỗ nào đắc tội, xin thứ lỗi cho. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó nhìn Đế Khuyển. Hắn không quan tâm đến thần tộc này, hoặc nên nói là có chút ghét bỏ, thế nhưng hắn tôn trọng Đế Khuyển. Nếu như Đế Khuyển muốn ở lại thì hắn cũng sẽ nán lại cùng nó. Hắn không muốn giúp thần tộc, nhưng hắn sẽ giúp đỡ Đế Khuyển. Đế Khuyển trầm mặc một lúc, lại nói, đưa chúng ta đi nhìn xem, ta muốn xem thử thần tộc bây giờ thế nào rồi. Cô gái khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng ta vung tay lên, dưới chân Diệp Huyên và Đế Khuyển xuất hiện một truyền tống trận. Ngay sau đó, Diệp Huyên và Đế Khuyển lập tức biến mất tại chỗ. Trong chốc lát, hai người Diệp Huyên đã xuất hiện ở dưới thềm đá, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn qua, thềm đá hướng thẳng mãi lên trên, ước chừng đến cả nghìn trượng, mà ở điểm cuối thềm đá là một cung điện rộng lớn. Khí thế. Đây là cảm giác khi Diệp Huyên nhìn thấy lần đầu, cung điện này còn khí thế hơn cung điện của Kiếm Tông trước đó nhiều. Như biết được suy nghĩ của Diệp Huyên, cô gái bên cạnh bỗng lên tiếng, so với năm đó thì còn kém hơn cả trăm nghìn dặm. Năm đó, thần tộc ta là khí thế nhất trong chư thiên vạn giới, mà bây giờ, phần lớn công trình đều đã biến mất. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn cung điện ở cuối thềm đá, đây là thần điện cuối cùng. Mà ngay lúc này, bốn gã cao thủ cầm thương dài, mặc giáp vàng đột nhiên xuất hiện, bao vây Diệp Huyên và Đế Khuyển. Không chỉ như vậy, một tấm lưới vàng lớn bỗng xuất hiện xung quanh Diệp Huyên và Đế Khuyển, tấm lưới này trực tiếp phủ lên người Diệp Huyên và Đế Khuyển. Thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Huyên vô cảm, còn sắc mặt Đế Khuyển lại trầm xuống. Chuyện kiếm hiệp. Trên thềm đá, một ông lão chậm rãi đi xuống. Bên cạnh ông lão chính là người đàn ông trung niên lúc nãy bị Diệp Huyên chém đứt tay phải. Chương 1260, không có sức lực chống đỡ lại. Ông lão và người đàn ông trung niên đi đến trước mặt Diệp Huyên, người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, cái tên loài người nhà ngươi, ngươi. Ngay lúc này, giữa lông mày Diệp Huyên, chữ mộng lại xuất hiện, ngay sau đó, đầu người đàn ông trung niên lập tức bay đi. Mà Diệp Huyên vẫn đứng tại chỗ như cũ, hắn nhìn đầu người đàn ông bay đi, lạnh giọng nói, bảo ngươi câm miệng thì không chịu im, vậy thì ngươi vĩnh viễn cũng câm miệng đi. Nói xong, hắn nhìn sắc mặt vô cùng u ám của ông lão kia, bây giờ ta rất tức giận. Vừa dứt lời, ở bên phải hắn và Đế Khuyển, đầu của bốn gã cao thủ mặc giáp vàng lập tức bay đi, máu chảy thành dòng. Tức giận. Đây chính là tâm trạng của Diệp Huyên vào lúc này. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, giờ đây trong mắt ông ta cũng thêm chút kiêng dè. Xiết người trong chốc lát. Tốc độ rút kiếm của Diệp Huyên vừa nãy thật sự có hơi khủng bố, ngay cả ông ta cũng chỉ có thể cảm nhận được một chút vết tích mơ hồ. Và lại lúc Diệp Huyên rút kiếm dường như còn có một luồng sức mạnh thần bí nào đó.
Chính bởi vì luồng sức mạnh thần bí này mới khiến cho đám người đàn ông trung niên không có sức lực chống đỡ lại. Ngay lúc này, đế khuyển bên cạnh đột nhiên nói, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Giờ đây trong mắt đế khuyển đã tràn đầy sự hung ác. Ông lão cười khẩy, khách, Liên Loan Nhi, cô đang nói giỡn sao? Một kẻ loài người mà cô lại coi hắn là khách, cô. Đúng lúc này, đế khuyển bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên xông ra. Mặt ông lão biến sắc, hai cánh tay ông đan vào nhau, chặn ở phía trước. Ầm, cùng với tiếng nổ vang lên, ông lão lập tức bị đế khuyển đánh lùi xa đến trăm trượng. Chương 1261, lẽ nào ta không có tư cách sao? Ngay sau đó, đế khuyển lại xông tiếp về phía ông lão. Mà lúc này xung quanh bỗng xuất hiện một thị vệ mặc áo giáp vàng, cô gái vung tay phải lên, lui xuống. Tên thị vệ mặc áo giáp vàng đó do dự một lúc, sau đó lui sang bên cạnh. Trên thềm đá, đế khuyển đã đánh nhau ác liệt với ông lão. Diệp Huyên ở bên cạnh cô gái, xem ra địa vị của ngươi ở thần tộc cũng không vững chắc lắm nhỉ. Gương mặt của người con gái tên Liên Loan Nhi không chút cảm xúc, cũng không nói gì. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn vào không trung, lúc này đế khuyển đã ra sức áp chế ông lão đó. Nhưng thực lực của ông lão cũng không yếu, vì vậy mà trong thời gian ngắn, một người một thú không thể phân được thắng bại. Bấy giờ, ngón tay Diệp Huyên cũng nhẹ nhàng duỗi ra. Sắc mặt của ông lão đang giao đấu cùng đế khuyển trên không trung đột nhiên thay đổi. Ngay sau đó, ông ta né sang bên trái cả trăm trượng. Ông lão vừa mới dừng lại thì hai cánh tay từ chỗ vai đã rơi xuống. Liên Loan Nhi liếc mắt nhìn Diệp Huyên, trong mắt thêm phần nghiêm trọng và kiêng dè. Ông lão mất đi hai cánh tay xong thì sợ hãi vô cùng, ông ta lùi liên tục, lùi thẳng đến trước thần điện. Đế khuyển cũng không ra tay nữa, nó quay về bên cạnh Diệp Huyên, sau đó nhìn Liên Loan Nhi, ta muốn mượn thánh tuyển một chút. Liên Loan Nhi hơi do dự, sắc mặt đế khuyển trở nên lạnh lùng, lẽ nào ta không có tư cách sao? Liên Loan Nhi khẽ thở dài, người tất nhiên là có tư cách, nhưng cho đến bây giờ thánh tuyển này đã không còn nhiều nữa rồi. Đế khuyển nói, ta không cần nhiều, chỉ cần một chút là có thể hồi phục được rồi. Đế khuyển hơi sốt ruột, năm đó ta vì thần tộc mà liều sống liều chết, bây giờ muốn dùng một chút thánh tuyển cũng không được sao? Liên Loan Nhi im lặng. Sắc mặt đế khuyển dần lạnh như tiền, trong mắt nó chẳng hề che giấu sát ý. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Liên Loan Nhi trầm xuống, thánh tuyển này có thể cho ngươi dùng, nhưng mà ta có một điều kiện, đó là 3 năm sau ngươi nhất định phải quay về thần tộc ta. Chương 1262, nó muốn chấn hưng thần tộc. Đế khuyển lắc đầu, ta sẽ không quay về đâu. Liên Loan Nhi khẽ cau mày, tại sao? Đế khuyển liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nhẹ giọng nói, thần tộc này khiến ta cảm thấy xa lạ. Xa lạ. Thời khắc này, trái tim nó cũng không còn ảo tưởng tươi đẹp gì về việc chấn hưng thần tộc. Bộ tộc này, chính bản thân nó cũng không nhìn thấy hy vọng. Liên Loan Nhi cũng muốn nói gì đó, đế khuyển lại lắc đầu, đưa ta đến thánh tuyển đi, ta không dùng nhiều đâu. Liên Loan Nhi nhìn đế khuyển. Sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Cuối cùng nàng ta cũng lựa chọn là đưa đồ cho đối phương, bởi vì nàng ta biết rằng nếu như không cho, đế khuyển này chắc chắn sẽ cướp thôi. Đế khuyển bây giờ không phải rất đáng sợ, nhưng vị kiếm tu bên cạnh đế khuyển không phải đáng sợ một cách bình thường. Nàng ta vẫn khá sợ phi kiếm của Diệp Huyên. Không lâu sau, Liên Loan Nhi đã đưa đế khuyển tới chỗ hồ nước. Ở vị trí trung tâm của hồ nước này có một vòng nước xoáy. Liên Loan Nhi chỉ vào vòng xoáy phía xa xa, chính là chỗ đó. Đế khuyển khẽ gật đầu, nhún người nhảy một cái, trực tiếp vào trong vòng nước xoáy. Bên cạnh Diệp Huyên, Liên Loan Nhi khẽ nói, ở bên ngoài bây giờ, nhân tộc rất mạnh sao? Sắc mặt Diệp Huyên có chút quái lạ, trong thời đại của thần tộc. Nhân tộc rất yếu sao? Liên Loan Nhi gật đầu, rất yếu, lúc đó nhân tộc còn không có cả nền văn minh võ đạo của riêng mình. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thời đại giờ khác rồi. Diệp Huyên hỏi, người biết giản tự tại không? Nghe thấy vậy,
Sắc mặt Liên Loan Nhi lập tức thay đổi, nàng ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi. Sao ngươi biết nàng ta? Diệp Huyên nghĩ một lúc, sau đó nói, đó là chị gái ta. Chương 1263, thật sự là hắn. Liên Loan Nhi lạnh lùng nói, tuyệt đối không thể như vậy, ngươi không phải là người của thần tộc ta, thần tử của thần tộc ta năm đó cũng đã ngã xuống rồi, ngươi. Thần tử. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó xoay người chỉ vào đế khuyển trong vòng nước xoáy cách đó không xa, ngươi biết vì sao nó đi theo ta không? Sắc mặt Liên Loan Nhi có chút khó coi, ngươi, ngươi không thể là thần tử được, thần tử đã ngã xuống. Nói đến đây, nàng ta dường như nghĩ đến điều gì đó rồi nhìn Diệp Huyên với vẻ kinh ngạc, ngươi. Là thần chi tái thế. Gương mặt của Diệp Huyên không chút cảm xúc, ta chưa nói gì đâu nhé. Sau khi nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, Liên Loan Nhi lạnh lùng nói, không thể nào, nếu như ngươi là thần tử tái thế vậy thì nàng ta chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi. Diệp Huyên khẽ nói, ngay cả đế khuyển, nàng ta cũng tha vậy thì làm sao lại không thể buông tha cho ta. Liên Loan Nhi lặng im, sắc mặt hơi trầm xuống. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, tất nhiên việc thần tộc hưng vong không liên quan gì đến ta. Lần này nếu như không phải là đế khuyển huynh bảo ta đến thì ta chắc chắn sẽ không đến, còn giản tự tại chị gái ta. Ta cũng định bảo nàng ta đến. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Liên Loan Nhi vội vàng nói, ngươi, ý ngươi nói, nàng ta đã không còn hận thần tộc ta nữa. Diệp Huyên khẽ nói, nếu như nàng ta vẫn còn hận thần tộc, ta và đế khuyển sao còn quay về đây? Liên Loan Nhi im lặng không nói gì. Ngay lúc này, vòng xoáy nước gần đó đột nhiên rung chuyển. Không lâu sau, đế khuyển bay ra từ trong đó rồi hạ xuống trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên phát hiện, đế khuyển lúc này dường như đã có chút thay đổi. Nhìn thấy đế khuyển hơi ngây ra, Liên Loan Nhi hơi cau mày lại. Mà lúc này đế khuyển trầm giọng nói, sao cô biết? Liên Loan Nhi nói, thật sự là hắn. Đế khuyển đang định nói thì Diệp Huyên nói khẽ, nhắc đến chuyện này làm gì? Thần tộc hưng vong không liên quan gì đến ta, cho dù có thì đó cũng là chuyện của kiếp trước, không liên quan gì đến kiếp này của ta. Đế khuyển hơi cả giận nói, sao lại không liên quan gì đến ngươi? Ngươi là thần tử của thần tộc ta, thần tộc hưng thịnh, ngươi cũng có trách nhiệm gánh vác. Chương 1264, Minh Vương cũng còn sống. Diệp Huyên hậm hừ, thần tộc phục hưng. Xin lỗi, ta không nhìn thấy chút hy vọng nào, đi thôi. Đế khuyên đang định nói gì đó, Liên Loan Nhi bèn nói, sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Diệp Huyên nhìn Liên Loan Nhi trầm giọng nói, hiện nay thần tộc tổng cộng chỉ còn khoảng 50.000 người, với lại chỉ có thể thoi thóp ở đây, lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn thần tộc tiếp tục suy tàn như thế sao? Diệp Huyên nhìn Liên Loan Nhi rồi khẽ nói, không phải là ta nhẫn tâm nhìn thần tộc suy tàn, mà là bản thân thần tộc chọn muốn suy tàn. Liên Loan Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi có ý gì? Diệp Huyên cười khẩy, ý gì? Bây giờ thần tộc vẫn còn tự cao tự đại, không có thực lực, lại xem thường người khác. Với thái độ này thì phục hưng thế nào? Sắc mặt Liên Loan Nhi có chút khó coi. Diệp Huyên lại nói, nếu như thần tộc thật sự muốn phục hưng thì trước tiên phải bỏ thói kiêu ngạo trong lòng các ngươi đã. Nói đến đây, hắn nhìn Liên Loan Nhi, nghĩ lại thì ngươi cũng chưa từng ra khỏi đây, ta kiến nghị ngươi nên đi ra ngoài xem kỹ xem thế giới bên ngoài như thế nào. Nói xong, hắn nhìn đế khuyển, chúng ta đi. Đế khuyển gật gật đầu. Diệp Huyên đưa đế khuyển rời khỏi đây, nhưng chưa đi được mấy bước, Liên Loan Nhi đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn đế khuyển, các ngươi quen giản. Giản công chúa. Đế khuyển gật đầu, hắn quen. Liên Loan Nhi trầm giọng nói, bây giờ nàng ta thật sự không còn hận thần tộc ta nữa. Liên Loan Nhi hơi nhíu mày lại, Minh Vương cũng còn sống. Đế khuyển gật đầu, nó nhìn Liên Loan Nhi, bây giờ cô là người dẫn đầu của thần tộc, vận mệnh tương lai của thần tộc thế nào đều tùy thuộc vào lựa chọn của cô. Trong lòng nó vẫn để ý tới thần tộc, cũng hy vọng thần tộc có thể qua lại thân thiết với Diệp Huyên. Bởi vì ở bên cạnh Diệp Huyên, nó phát hiện mặc dù Diệp Huyên bình thường xảo quyệt, nhưng làm người vẫn cực kỳ có đạo đức. Chương 1265, không phải là giàu bình thường.
Nếu thần tộc không qua lại thân thiết với Diệp Huyên thì chỉ có hại mà chẳng được lợi gì. Liên Loan Nhi trầm lắng giây lát, sau đó nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nếu như để ngươi dẫn dắt thần tộc ta phải làm gì để phục hưng? Diệp Huyên nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ thần tộc có bao nhiêu bảo vật? Liên Loan Nhi. Đế Khuyển. Sắc mặt Đế Khuyển hơi kỳ quái. Bảo vật. Sau khi tiếp xúc với Diệp Huyên, nó vô cùng hiểu tính cách của hắn. Đây hoàn toàn là một người coi tiền tài như mạng. Liên Loan Nhi nhìn Diệp Huyên, có gì đó hơi đề phòng, người hỏi cái này làm chi? Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, các người bày vẻ mặt gì ra vậy? Lẽ nào các người cho rằng ta đang nhòm ngó tới bảo vật của thần tộc? Đế Khuyển liếc nhìn Diệp Huyên mà không nói gì. Liên Loan Nhi càng ngày càng đề phòng. Diệp Huyên khẽ thở dài, sở dĩ ta hỏi như thế là bởi vì ta muốn biết của cải hiện tại của thần tộc. Nếu như không có chút của cải nào thì làm sao nói đến chuyện phát triển? Liên Loan Nhi trầm ngâm một lát, sau đó nói, bảo vật và tử nguyên tinh của thần tộc để lại trước đây không quá nhiều. Bây giờ, bảo vật tạo hóa cảnh của thần tộc ta có 12 món, tiên khí có 172 món, thánh khí có 372 món, tử nguyên tinh chắc gần 10 tỷ. Diệp Huyên bên cạnh đã ngây cả người. 12 món bảo vật tạo hóa cảnh. Còn có hàng chục tỷ tử nguyên tinh. Dầu. Không phải là dầu bình thường. Mà đúng lúc này, Liên Loan Nhi lại nói, ngoại trừ những cái này ra, thần tộc ta còn có một món chí bảo cấp bậc đạo cảnh. Chương 1266, đúng là ta nghĩ như vậy. Diệp Huyên và Đế Khuyển cùng nhìn về phía Liên Loan Nhi, Liên Loan Nhi nói, thần vương tỏa. Thần vương tỏa. Diệp Huyên nói, đây là bảo vật cấp bậc đạo cảnh. Liên Loan Nhi gật đầu, nhưng thần tộc ta không ai có thể dùng được bảo vật này. Diệp Huyên hơi thắc mắc, tại sao? Đế Khuyển nói, chỉ có người có huyết thống hoàng tộc mới có thể dùng được. Huyết thống hoàng tộc. Diệp Huyên xứng người, ý này không phải là chỉ có Giản Tự Tại mới dùng được sao? Sau khi trầm ngâm giây lát, Diệp Huyên nhìn Liên Loan Nhi, có thể đưa ta đi xem không? Liên Loan Nhi do dự một chút rồi nói, tốt nhất đừng đi. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Liên Loan Nhi nói, bảo vật này bị phong ấn ở một chỗ, nó vô cùng thô bạo, bọn ta đều không dám đến gần. Diệp Huyên cười nói, không sao, cứ đưa ta đi xem. Liên Loan Nhi gật đầu, đi theo ta. Nói xong. Nàng ta xoay người rời đi. Bên cạnh Diệp Huyên, Đế Khuyển muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chuyện của tinh vực Vị Ương khiến hắn hiểu rằng, sức mạnh của một người vẫn có chút yếu ớt. Nếu như có thể thì kết giao thêm một vài bạn bè và đồng minh, chắc chắn là không có hại gì. Đế Khuyển gật đầu, không nói gì cả. Nếu như thần tộc và Diệp Huyên có thể giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì quá tốt rồi. Chương 1267, Giản Tự Tại. Đặc biệt là mối quan hệ của Diệp Huyên và Giản Tự Tại, nó có thể nhìn ra, Giản Tự Tại rất quan tâm Diệp Huyên. Nếu không thì cũng sẽ không tìm Minh Vương đòi kiếm trấn hồn cho hắn. Ngoài ra nó còn phát hiện, tên Diệp Huyên này không hề đơn giản, cái tháp đó, thanh kiếm ở đỉnh tháp. Tóm lại, trong lòng nó Diệp Huyên là một người vô cùng thần bí. Thần tộc và Diệp Huyên liên thủ. Đối với Diệp Huyên và thần tộc đều là chuyện tốt. Không lâu sau, Liên Loan Nhi đưa Diệp Huyên và Đế Khuyển đến một mật thất. Ở xung quanh mật thất bố trí các loại bùa chú thần bí. Ngoài ra còn có từng dải xích sắt màu đen to bằng cánh tay. Liên Loan Nhi nhìn Diệp Huyên, chính là ở bên trong. Diệp Huyên gật đầu, đang định đi vào thì lúc này Liên Loan Nhi lại nói, cẩn thận. Diệp Huyên hỏi, các người giam giữ nó bao lâu rồi? Liên Loan Nhi lắc đầu, rất lâu rồi, cụ thể là bao lâu thì ta cũng không rõ. Chỉ biết là lúc thế hệ trước còn sống, nó đã bị giam giữ ở đây rồi. Diệp Huyên khẽ giọng nói, xem ra nó bị giam giữ rất lâu rồi nhỉ. Nói xong, hắn đẩy cửa mật thất, đi vào bên trong. Bên trong mật thất trống không, ở vị trí chính giữa có một chiếc ghế này nhìn giống như một chiếc ghế bình thường, không có bất cứ chỗ nào khác biệt. Mà phía sau chiếc ghế còn cắm một thanh kiếm.
một thanh kiếm với vỏ kiếm màu vàng. Diệp Huyên đi tới trước chiếc ghế, ở bên cạnh hắn là Đế Khuyển, lúc này trong lòng hắn và Đế Khuyển đều phòng bị. Bảo vật cấp bậc đạo cảnh. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, còn tháp giới ngục, trong lòng hắn món đồ này không có cấp bậc. Diệp Huyên nhìn lướt qua thần vương tọa, chiếc ghế này rất kinh khủng sao? Dường như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên nhìn về phía Đế Khuyển, chống lại. Ý ngươi nói là năm đó tộc trưởng của thần tộc ngươi dựa vào cái này mới có thể chống lại được nàng ta. Đế Khuyển gật đầu, chỉ chống được một lúc, sau đó. Không có sau đó nữa. Diệp Huyên. Giản Tự Tại. Chương 1268, nổi danh ngang bằng kiếm chấn hồn. Diệp Huyên nhìn vào thần vương tọa, hắn phát hiện, thật ra có thể thực lực của Giản Tự Tại không kém so với đế hình là bao nhiêu. Tất nhiên chắc chắn cũng có chút chênh lệch, nếu không thì Giản Tự Tại đã không thấp hơn đế hình một tầng rồi. Đương nhiên nếu nói về chỉ số thông minh thì Giản Tự Tại chắc chắn hơn đế hình. Bởi vì Giản Tự Tại đã rời khỏi tháp giới ngục. Có thể nói, Giản Tự Tại không kiêu căng ngạo mạn như đế hình. Người ngạo mạn thường chết rất nhanh. Đúng lúc này, Đế Khuyển đột nhiên chỉ vào thần vương tọa, nhìn thấy thanh kiếm đó chưa? Diệp Huyên nhìn thanh kiếm vỏ vàng đó, đây là kiếm gì? Đế Khuyển nói, kiếm thần vương nổi danh ngang bằng với kiếm chấn hồn của Minh tộc. Nổi danh ngang bằng kiếm chấn hồn. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó nói, nổi danh ngang bằng kiếm chấn hồn. Ngôn tình sắc. Đế Khuyển gật đầu. Diệp Huyên nhìn về phía thanh kiếm thần vương, trong lòng nóng như lửa đốt. Danh tiếng ngang bằng với kiếm chấn hồn, vậy thì có nghĩa là hiệu quả của thanh kiếm này chắc chắn không kém hơn tiểu hồn. Phải biết rằng, hiệu quả của kiếm chấn hồn thật sự có chút nghịch thiên. Có thể nói, kiếm chấn hồn cộng thêm nhất kiếm định hồn. Hiện tại được coi là chiêu kiếm mạnh nhất của hắn trong cận chiến. Đúng vào lúc này, thần vương tọa kia đột nhiên rung chuyển. Gương mặt của Diệp Huyên và Đế Khuyển chợt biến sắc, hai người lùi lại mấy bước. Đế Khuyển trầm giọng nói, nếu ngươi muốn có được nó thì nhất định phải ngồi lên đó. Diệp Huyên nói, hình như cô cũng không ngại việc ta đem thần vương tọa đi nhỉ. Liên Loan Nhi nhẹ giọng nói, vật này được lưu giữ ở đây. Đối với bọn ta mà nói chính là một nhân tố không xác định. Bởi vì thần tộc bây giờ không có ai có thể khống chế được nó, còn nếu như ngươi có thể thu phục được nó, đem nó đi, ta lại mong quá. Diệp Huyên nhìn thần vương tọa, hắn đi đến phía trước nó, nhìn thần vương tọa gần trong gang tấc, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Thần vương tọa này nhìn thì giống như một chiếc ghế bình thường, nhưng hắn biết nếu như ngồi lên trên, sợ là không thể xuống được. Chương 1269, người đó chính là Tiểu Linh Nhi. Đế Khuyển trầm giọng nói, muốn thử không? Liên Loan Nhi cũng nhìn Diệp Huyên, sở dĩ nàng ta để Diệp Huyên thử là vì muốn xem rốt cuộc Diệp Huyên có phải là thần tử tái thế không? Hơn nữa, nàng ta cũng muốn xem thực lực thật sự của Diệp Huyên như thế nào. Nếu như Diệp Huyên không thể lấy đi, vậy thì thần vương tọa vẫn là của thần tộc. Còn nếu như Diệp Huyên có thể lấy đi, vậy thì chứng tỏ cho dù Diệp Huyên không phải là thần tử tái thế, vậy cũng không phải là người bình thường. Kiểu người này xứng đáng kết giao với thần tộc, với lại như lời nàng ta nói, thần vương tọa này lưu giữ ở thần tộc cũng chẳng có tác dụng gì với thần tộc, ngược lại còn là một sự đe dọa. Bởi vì bây giờ thần tộc không chỉ không thể thu phục được thần vương tọa mà còn không có ai có thể tiếp tục phong ấn nó. Một khi thời gian phong ấn hết, lúc đó thần tộc sẽ lâm nguy. Diệp Huyên đứng trước thần vương tọa một lúc lâu. Ngồi hay không ngồi? Diệp Huyên cũng không nghĩ nhiều nữa mà ngồi thẳng lên đó. Người gan dạ chết vì no, kẻ hèn nhát chết vì đói. Tất nhiên, sở dĩ hắn có niềm tin như thế vẫn là bởi vì có tháp giới ngục. Thần vương tọa này kinh khủng cỡ nào, có thể khủng khiếp hơn tháp giới ngục sao? Hắn đã nghĩ kỹ. Thật sự không được thì kéo cái ghế này vào trong tháp. Nhưng khi hắn ngồi lên thần vương tọa lập tức rung chuyển kịch liệt, ngay sau đó Diệp Huyên biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Liên Loan Nhi và Đế Khuyển ngớ người ra. Đi đâu rồi? Liên Loan Nhi nhìn xung quanh, cuối cùng nàng ta nhìn về phía Đế Khuyển.
Sắc mặt Đế Khuyển trầm xuống, không biết đang nghĩ điều gì. Đại Khuyển hỏi, sao thế? Tiểu Linh Nhi nói, nguy hiểm, ta cảm thấy dường như huynh ấy gặp nguy hiểm. Nói xong, cô bé lập tức chỉ thẳng vào Thiên Vương tọa, đưa huynh ấy ra đây cho ta. Đế Khuyển. Chương 1270, Đế Khuyển cực kỳ sợ thanh kiếm này. Sắc mặt Liên Loan Nhi cũng có chút kỳ quái. Thấy Thần Vương tọa không có phản ứng gì, Tiểu Linh Nhi vô cùng tức giận, cô bé đánh một chưởng vào Thần Vương tọa. Ầm. Chưởng này vừa đánh ra, Tiểu Linh Nhi đã bị đánh bay lên tường, cả bức tường rung chuyển dữ dội. Tiểu Linh Nhi từ trên mặt đất bò dậy, cô bé xoa xoa cái mông nhỏ của mình, vô cùng tủi thân. Đôi mắt cô bé ngấn lệ, cô bé chỉ vào Thần Vương tọa, ngươi, ngươi đợi đấy, ngươi đừng có chạy. Nói xong, cô bé biến mất luôn. Liên Loan Nhi nhìn Đế Khuyển, cô bé muốn làm gì vậy? Đế Khuyển trầm giọng nói, không biết nữa, dù sao thì cũng không phải là chuyện tốt. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước mặt Đế Khuyển và Liên Loan Nhi. Mà trong tay cô bé ôm một thanh kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt Đế Khuyển đột nhiên thay đổi. Cách đó không xa, Tiểu Linh Nhi vừa ôm kiếm vừa xông về phía Thần Vương tọa, ya ya. Chém chết ngươi này. Thần Vương tọa lập tức xoay người bỏ chạy. Đế Khuyển. Chính lúc này, gương mặt của Liên Loan Nhi chợt biến sắc, thanh kiếm của cô bé đang phá phong ấn, mau bảo cô bé dừng lại. Đế Khuyển bất động. Liên Loan nhìn Đế Khuyển, Đế Khuyển trầm giọng nói, ta sợ bị chém. Liên Loan Nhi. Sợ bị chém. Nhìn thấy tình cảnh này, Liên Loan Nhi cũng vội vàng theo nó đi ra khỏi mật thất. Bên ngoài mật thất, Liên Hoan Nhi nhìn Đế Khuyển, người không ngăn lại sao? Đế Khuyển khẽ nói, toàn là dân anh chị, ta không dám động vào. Liên Hoan Nhi. Chương 1271, ảo cảnh. Đế Khuyển đi sang một bên, nó nằm bò trên mặt đất, bắt đầu hồi phục cơ thể của mình. Nước thánh hấp thụ trong thánh tuyển lúc trước, nó vẫn chưa hấp thụ được hoàn toàn. Liên Loan Nhi nhìn Đế Khuyển, người không lo lắng sao? Đế Khuyển khẽ nói, lo lắng cái gì? Mạng của tên tiểu tử đó lớn lắm. Nó biết, trên người Diệp Huyên có tòa tháp đó, bình thường sẽ không bị tổn hại gì. Đặc biệt là tòa tháp đó đang ở trong cơ thể của Diệp Huyên. Nếu như Thần Vương tọa muốn giết chết Diệp Huyên, Thần Vương tọa chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Không đúng, bây giờ Thần Vương tọa đã gặp xui xẻo rồi. Thần Vương tọa là bảo vật cấp bậc đạo cảnh. Nhưng nó biết Thần Vương tọa chắc chắn không thể đối phó được với thanh kiếm kia. Đế Khuyển không nghĩ về Diệp Huyên và Thần Vương tọa nữa mà bắt đầu chuyên tâm hồi phục cơ thể. Liên Loan Nhi nhìn vào trong mật thất, Tiểu Linh Nhi vẫn đang đuổi theo Thần Vương tọa đó với vẻ tức giận. Mà lúc này Diệp Huyên đang ở đâu? Ngôn Tình Sủng. Lúc Diệp Huyên ngồi lên Thần Vương tọa đó, cả người hắn trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lại lần nữa thì bản thân đã ở trên chiến trường. Chiến trường. Diệp Huyên phóng tầm mắt ra xa, xác chết khắp nơi, xung quanh tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Đây là đâu? Diệp Huyên hơi cau mày, hắn đi về phía trước, dưới chân có tiếng nước, không phải, đều là máu. Ảo cảnh. Kiếm ý của Diệp Huyên tỏa ra bốn phía, nhưng không lâu sau đó, Diệp Huyên nhíu chặt mày lại. Không chỉ như vậy, tất cả xác chết trên mặt đất xung quanh đó đều chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, giở trò quỷ gì vậy? Mà lúc này, những xác chết đó đã xuống tới chỗ hắn. Chương 1272, thử thách Tu La. Ngón tay Diệp Huyên nhẹ nhàng duỗi ra, một thanh phi kiếm bay ra. Trong phút chốc, những xác chết xung quanh hắn trực tiếp bị chém ngang lưng. Nhưng ngay sau đó, càng lúc càng nhiều xác chết xông tới. Xác chết nhiều đến mức phi kiếm của hắn không thể giết nổi nữa. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó hắn lao nhanh về phía trước, một đường ánh kiếm chém ra, mấy trăm xác chết trước mặt hắn đều bị chém nát. Diệp Huyên vừa cầm kiếm vừa xông lên trước, bởi vì ở nơi tận cùng của phía trước, hắn nhìn thấy có luồng ánh sáng trắng. Trên đường đi, có thể nói Diệp Huyên vẫn ở thế mạnh. Nhưng chưa được bao lâu thì hắn lại bị chặn lại.
bởi vì xác chết càng ngày càng nhiều. Đến bây giờ số xác chết chặn trước mặt hắn ít nhất cũng phải hơn triệu. Không thể giết nổi. Sắc mặt Diệp Huyên có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện ra những xác chết này mỗi lúc một nhiều, nhiều đến mức giết mỏi cả tay rồi. Đây là thử thách gì vậy? Diệp Huyên không còn thời gian nghĩ nhiều nữa, việc bây giờ hắn có thể làm chính là giết, giết một cách điên cuồng. Cứ như vậy, sau một canh giờ Diệp Huyên chợt cảm thấy bản thân mình đã mệt rã rời rồi. Nhưng hắn hơi thả lỏng một cái, những xác chết đó lại nhào tới người hắn. Chính vào thời khắc này, giọng nói của tiểu hồn đột nhiên vang lên, tiểu chủ, đây là đang thử thách người. Tiểu hồn giải thích, đây là thử thách khó nhất của thần tộc, ở thần tộc, chỉ có hoàng tộc mới có tư cách bước vào thử thách này. Nếu như tiểu chủ vượt qua thử thách này thành công thì không chỉ thu được thần vương tọa và kiếm thần vương mà còn đạt được sức mạnh tu la. Diệp Huyên lao nhanh về phía trước, chỗ hắn đi qua, vô số xác chết đồng loạt bị chém nát. Tiếp theo đó, hắn vung vẩy thanh kiếm trong tay một lúc rồi nói, sức mạnh tu la. Tiểu hồn nói, sức mạnh tu la rất kinh khủng, nó còn mạnh hơn sức mạnh ma kha của người mấy lần. Một lát sau, Diệp Huyên hỏi, phải làm thế nào mới thông qua thử thách này? Chương 1273, Kiếm Thần Vương. Tiểu hồn trầm giọng nói, ta không biết. Diệp Huyên. Tiểu hồn lại nói, ta chỉ biết, ở thần tộc có một câu nói thế này, không trải qua địa ngục tu la thì sao lấy được sức mạnh tu la? Địa ngục tu la. Diệp Huyên nhìn về nơi xa xa, ở trước mặt hắn vẫn là một đám xác chết, bọn chúng đông nghịt, vô cùng vô tận. Không thể giết hết được. Đây là ý nghĩ lúc này của hắn. Sao phải giết hết vậy? Ý nghĩ này đột nhiên bay vào đầu hắn, ngay sau đó, chân phải của Diệp Huyên nhẹ nhàng dẫm xuống một cái, cả người hắn bay lên trời. Cùng lúc đó, ở dưới chân hắn xuất hiện một thanh phi kiếm. Cả người hắn hóa thành một đường ánh kiếm biến mất ở nơi cách đó không xa. Vô số xác chết ở phía dưới nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên. Trong không trung, Diệp Huyên cất tiếng cười to. Cứ như vậy, Diệp Huyên ngự kiếm bay trong không trung. Mà khi hắn nhìn xuống phía dưới vẫn còn thấy phát sợ. Trên mặt đất có ít nhất mấy triệu xác chết, đám thây ma này đông nghìn nghịt, nếu muốn giết bọn chúng thì đoán chừng giết một năm cũng không hết. Trong chốc lát, Diệp Huyên đã nhìn thấy một pho tượng cực lớn, mà xung quanh pho tượng đó, những xác chết này đều đứng cách xa, không dám lại gần. Diệp Huyên dừng lại, hắn bay xuống trước pho tượng. Pho tượng là một người đàn ông trung niên mặc một chiếc trường bào rộng màu vàng, bên hông đeo một thanh kiếm. Kiếm Thần Vương. Đúng lúc này, pho tượng đó đột nhiên mở mắt, mí mắt Diệp Huyên giật giật, cái lão này là người sống. Pho tượng nhìn xuống Diệp Huyên, ánh mắt lộ vẻ thờ ơ, người không mang huyết thống của thần tộc ta, sao lại có thể tới được đây? Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi nói, ta đi lộn, hay là ông đưa ta quay về đi? Pho tượng nhìn xuống hắn với ánh mắt thản nhiên. Diệp Huyên cười mỉa, tiền bối, chúng ta có thể nói chuyện mà. Pho tượng nhìn Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Chương 1274, người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc, đang định nói thì pho tượng đó đột nhiên gầm lên, ra đây. Vừa dứt lời, kiếm chấn hồn lập tức bị một luồng sức mạnh thần bí đưa ra ngoài. Khi nhìn thấy kiếm chấn hồn, Diệp Huyên thầm nói thật xui xẻo. Hắn cũng không quên, năm đó thần tộc và hồn tộc là kẻ thù không đội trời chung. Kiếm chấn hồn. Pho tượng hơi cau mày lại. Một lát sau nó nhìn Diệp Huyên, ngươi là người của Minh tộc. Diệp Huyên lắc đầu, ta là con người. Pho tượng hỏi, vậy tại sao ngươi lại có kiếm chấn hồn của Minh tộc? Diệp Huyên đáp, chị gái ta cho ta. Chị ngươi là ai? Giản Tự Tại. Giản Tự Tại. Diệp Huyên gật đầu. Pho tượng hỏi, Giản Tự Tại nào nhỉ? Nói đến đây, sắc mặt của nó liền thay đổi, là nàng ta. Trong lòng Diệp Huyên cũng được thả lỏng, hóa ra cái tên này biết Giản Tự Tại. Pho tượng trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi, bây giờ nàng ta đang ở đâu? Diệp Huyên đáp, đi đến nơi khác rồi. Pho tượng lặng im. Một lúc sau, vẻ mặt pho tượng dần trở nên phức tạp,
nàng ta là người xuất sắc nhất trong lịch sử thần tộc ta từ trước đến nay. Nói xong, nó nhìn về phía Diệp Huyên, người cũng rất ưu tú, nhưng đáng tiếc ngươi không phải là người của thần tộc ta. Diệp Huyên nói, thần tộc đã suy tàn rồi, ông không biết sao. Thế gian này, thứ vô dụng nhất chính là thể diện, có lợi gì cơ chứ? Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Pho tượng cũng lặng im, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, mặc dù tôi không phải là người của thần tộc, nhưng... Chương 1275, cảm thấy cơ thể đang bị thiêu đốt. Lúc này, pho tượng đột nhiên nói, người có thể trở thành thần của thần tộc. Diệp Huyên ngây cả người. Pho tượng nhìn xuống Diệp Huyên, mặc dù cơ thể ngươi là loài người, nhưng ngươi có thể trở thành thần của thần tộc ta. Diệp Huyên hơi nhíu mày lại, tiền bối có ý gì? Pho tượng đáp, thay máu. Ta có thể thay máu của ta cho ngươi, lúc đó máu của ta sẽ biến đổi cơ thể của ngươi, khiến ngươi thật sự trở thành thần của thần tộc ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ông đừng nói giỡn. Hắn không muốn trở thành thần tiên gì đó, hắn chỉ muốn làm chính mình. Pho tượng lạnh lùng nói, sao thế, ngươi không muốn làm thần của thần tộc ta? Diệp Huyên gật đầu, tiền bối, ta chỉ muốn làm chính mình. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhưng hắn còn chưa đi được mấy bước, một luồng sức mạnh to lớn trực tiếp bao lấy hắn. Mặt Diệp Huyên biến sắc, tiền bối, ông sẽ không ép buộc ta chứ? Pho tượng nhìn hắn, ta đã không đợi được nữa rồi, còn ngươi, nếu ngươi trở thành thần của thần tộc ta thì thần tộc ta có lẽ còn có hy vọng phục hưng. Cho nên việc này ta không thể theo ý ngươi được. Vừa dứt lời, cơ thể Diệp Huyên lập tức rung lắc kịch liệt, cùng lúc này, một cái xác chết xuất hiện trước mặt hắn. Dáng vẻ của xác chết này giống y hệt bức tượng phía sau hắn. Diệp Huyên thôi thúc phi kiếm, nhưng hắn chợt nhận ra phi kiếm vừa mới xuất hiện thì biến mất ngay. Lúc này đây, cả người Diệp Huyên nóng như lửa đốt vậy, mà máu thần vương trong cơ thể hắn lại đang điên cuồng bị cắn nuốt. Phía sau Diệp Huyên, thần vương tỏ vẻ khó tin nổi. Cứ thế, sau khoảng chừng nửa canh giờ giằng co, Diệp Huyên mới cảm thấy khá hơn một chút. Lúc này, hắn cảm thấy trong thân thể mình đang cất chứa một sức mạnh khổng lồ. Chương 1276, ta có thể điều động sao? Như nghĩ đến điều gì, hắn chợt xoay người nhìn về phía thần vương, máu của ta đã thay đổi rồi. Thần vương nhìn, không nói gì. Lúc này, giọng nói của tiểu hồn đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu chủ. Máu của ông ấy đã bị người cắn nuốt rồi. Cắn nuốt? Diệp Huyên ngây cả người, sau đó hỏi, nghĩa là sao? Tiểu hồn nói, nghĩa là sau khi máu của ông ấy tiến vào trong cơ thể của người. Nó không đánh lại máu của người nên đã bị cắn nuốt. Diệp Huyên. Tiểu hồn lại nói, máu của người không bị đổi, ngược lại còn cắn nuốt máu của ông ấy, thân thể đang xảy ra biến đổi. Diệp Huyên vội vàng quan sát thân thể mình, đúng như dự đoán, thân thể hắn vậy mà đang ngọ nguậy. Diệp Huyên nhìn về phía thần vương, lúc này đây thần vương đã bình tĩnh lại. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì thần vương đột nhiên nói, ông cha ngươi đã từng xuất hiện cường giả nào chưa? Ông cha! Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, không biết. Ông cha nhà họ Diệp có xuất hiện cường giả hay không, hắn quả thật không biết. Hắn biết rất ít lịch sử nhà họ Diệp. Thần vương nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt khá là phức tạp, huyết mạch chi lực của ngươi rất mạnh, nhưng lại ẩn trong huyết thống, ngươi cũng không kích phát nó ra được. Tiểu hồn cũng nói, tiểu chủ, máu thần vương này vô cùng lợi hại, máu của người có thể cắn nuốt được máu của ông ấy thì phải mạnh lắm lắm đấy. Có lẽ cha của tiểu chủ rất lợi hại, cũng có khi tổ tiên của người rất lợi hại. Huyết thống. Diệp Huyên trầm mặc. E là chỉ có mẫu thân độc cô Huyên mới biết về huyết thống này, xem ra có thời gian phải hỏi bà ấy một chút mới được. Lúc này, thần vương đột nhiên nói, người đã hấp thụ máu của ta. Bây giờ máu của ta đang cải tạo cơ thể ngươi, ngồi xuống đi, ta truyền cho ngươi thần huyết công. Lúc này, giọng nói của thần vương vang lên trong đầu hắn, máu là căn cơ của con người, tiềm lực vô cùng vô tận, nếu ngươi có thể phát huy tiềm lực này, nó sẽ mạnh mẽ vô cùng.
Diệp Huyên hỏi, mẫu ư? Thần Vương đáp, thần huyết công này chính là thuật cấm kỵ của thần tộc ta, người bình thường căn bản không thể điều động được nó. Diệp Huyên hỏi, ta có thể điều động sao? Chương 1277, khống chế máu. Thần Vương nói, có thể. Thần huyết công này vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng có một tai hại chí mạng, đó là huyết mạch chi lực. Nếu huyết mạch chi lực của đối phương mạnh mẽ hơn ngươi, người dùng công pháp này thì không khác gì tự tìm đường chết cho bản thân. Bởi thế, nếu muốn học công pháp này, huyết thống của bản thân phải đủ mạnh, mà huyết mạch chi lực của ngươi rất mạnh, rất mạnh. Khi thần vương nói ra câu này, vẻ mặt ông ấy nghiêm lại. Ông ấy biết rõ huyết mạch chi lực của mình ở đẳng cấp nào, máu của ông ấy là huyết thống thần hoàng thuần khiết, nhưng lại bị máu của Diệp Huyên áp chế, hơn nữa còn bị cắn nuốt. Hoàn toàn thất bại. Huyết thống thần hoàng của ông ấy mà lại thất bại. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ông ấy không nổi giận mà trái lại còn muốn lôi kéo Diệp Huyên. Người nắm giữ huyết thống cỡ này, lai lịch chắn chắn không đơn giản. Thần tộc hiện nay, thêm một kẻ địch không bằng thêm một người bạn. Sau một canh giờ, vẻ mặt Diệp Huyên dần nghiêm nghị lại. Bởi vì hắn phát hiện, thần huyết công này vô cùng khủng bố. Khống chế máu. Thần huyết công này có thể điều khiển huyết dịch, hơn nữa còn có thể cắn nuốt huyết dịch, không ngừng tự bồi bổ cho bản thân. Nói đơn giản hơn chính là, chỉ cần có đủ máu, sức mạnh của hắn sẽ vô cùng vô tận. Có thể nói rằng, chỉ cần hắn còn giết người là còn thu được nguồn sức mạnh cuồn cuộn không dứt. Tu la chi lực. Diệp Huyên vội hỏi, tiền bối, thần huyết công này là tu la chi lực à? Thần vương gật đầu, năm đó nó quả thật được gọi là tu la chi lực ở vùng ngoài, chỉ cần ngươi giết người liên tục là sẽ thu được sức mạnh huyết dịch cuồn cuộn không dứt, như vậy nếu dựa trên lý thuyết thì ngươi sẽ không bao giờ ngã xuống, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ máu. Nói đến đây, ông ấy hơi dừng lại rồi tiếp tục, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, công pháp này có một tai hại, đó là sau khi hấp thu được một lượng huyết mạch chi lực nhất định thì sẽ tiến vào trạng thái khát máu. Khống chế máu. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, một chốc sau, khóe miệng hắn hơi cong lên, học chứ, sao lại không học? Kính xin tiền bối dạy ta thật kỹ. Thần vương liếc nhìn Diệp Huyên, khẽ gật đầu tĩnh khí ngưng thần. Cứ như vậy, Diệp Huyên chậm rãi tiến vào trạng thái không linh. Chương 1278, ngoài mật thất. Trong mật thất. Tiểu Linh Nhi không đuổi theo thần vương tọa nữa. Bởi vì mệt. Tiểu Linh Nhi ôm kiếm ngồi ở trong góc, thở hồng hộc, nhưng cô bé vẫn đang trừng mắt nhìn thần vương tọa ở nơi xa. Mà thần vương tọa kia cũng rúc vào trong góc, vô cùng đề phòng. Nó là thần khí cấp bậc đạo cảnh, thế nhưng trực giác nói cho nó biết thanh kiếm kia rất nguy hiểm. Nếu bị chém một nhát, chắc chắn là sẽ rất thảm. Lúc này, Tiểu Linh Nhi lấy một đống linh quả ra bắt đầu ăn. Một lát sau, cô bé cảm thấy sôi sục máu lại. Thế là lại ôm kiếm phóng đến chỗ thần vương tọa. Ngoài mật thất, Liên Loan Nhi nhìn thần vương tọa ở bên trong, không biết đang nghĩ gì. Đúng lúc này, một đám người đột nhiên đi đến. Liên Loan Nhi xoay người, khi thấy là ai đến thì nàng ta bỗng nhíu mày lại. Cầm đầu là một ông lão. Ông ta mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, ánh mắt lạnh lẽo, trông không có ý tốt. Ông lão đi tới trước mặt Liên Loan Nhi, Liên Loan Nhi hơi thi lễ, nhẹ giọng nói, Ma Sư. Ma Sư, trưởng lão truyền công của thần tộc, địa vị ở thần tộc có thể nói là vô cùng cao. Ma Sư lạnh lùng nhìn Liên Loan Nhi, ta nghe nói ngươi để một nhân loại tiến vào mật thất. Liên Loan Nhi gật đầu, đúng vậy. Thế nhưng cô bé lại không biết thật ra bản thân đánh nhau rất giỏi. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó ôm kiếm lùi vào trong một góc. Ma Sư liếc nhìn Tiểu Linh Nhi, khẽ nhíu mày lại, ngươi là ai? Tiểu Linh Nhi lấy một linh quả ra gặp, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng lại rất sợ. Chương 1279, bọn họ quả thật có hơi sợ. Thấy Tiểu Linh Nhi không nói lời nào. Ma Sư vung tay phải lên, trước tiên bắt lấy. Vừa dứt lời, hai thị vệ phía sau ông ta vọt thẳng đến chỗ Tiểu Linh Nhi. Thấy cảnh này, Tiểu Linh Nhi biến sắc, một chốc sau,
cô bé nhắm tịt hai mắt lại, cầm kiếm chém lung tung về phía trước. Một khắc sau, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, mà trước mặt cô bé, hai tên thị vệ nọ đã bị chém thành từng mảnh. Ma sư kinh ngạc nhìn Tiểu Linh Nhi, ngươi. Tiểu Linh Nhi lén liếc một cái, khi thấy đống xác vụn ở trước mặt, cô bé ngây người, đã chết rồi sao? Mọi người. Tiểu Linh Nhi nhìn thanh kiếm trong tay mình, sau đó nhìn về phía đám người ma sư, hơi mơ màng, ta giết sao? Mọi người. Lúc này, Tiểu Linh Nhi nhẹ giọng nói, nhân loại kém cỏi như vậy à? Cách đó không xa, khóe miệng đám người Liên Loan Nhi hơi giật giật. Tiểu Linh Nhi như nghĩ thông được điều gì đó, cô bé cầm kiếm chỉ về phía ma sư, ngươi, có phải ngươi muốn bắt nạt ta không? Ma sư híp hai mắt lại, một khắc sau, ông ta đột nhiên biến mất. Tiểu Linh Nhi biến sắc, cô bé nhắm hai mắt chém về phía trước một cái. Ầm ầm. Kiếm chém xuống, không gian xung quanh đột nhiên nứt toác, mà cả tòa mật thất lập tức hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, ma sư ở trước mặt Tiểu Linh Nhi bị đánh bay ra xa hơn trăm trượng. Tất cả mọi người ngây ngốc. Nó cũng không hiểu tại sao Tiểu Linh Nhi lại dùng được, mà Diệp Huyên thì không. Xung quanh, những người thần tộc kia đều lộ vẻ kiêng dè. Sợ. Bọn họ quả thật có hơi sợ. Chương 1280, chắc chắn là không bình thường. Mà đúng lúc này, tất cả mọi người đều xoay sang nhìn ma sư, dưới ánh nhìn của mọi người, cơ thể ma sư chợt bắt đầu nứt ra, chốc lát sau, ông ta chỉ còn lại thể linh hồn. Hơn nữa linh hồn lại vô cùng mờ ảo, cứ như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Ma sư nhìn Tiểu Linh Nhi cách đó không xa, trong mắt ông ta tràn ngập vẻ khó tin, ngươi. Tiểu Linh Nhi đang định nói chuyện. Đúng lúc này, ánh mắt cô bé đột nhiên sáng lên, tiếp đó, cô bé xoay người lấy một cái hộp nhỏ ra, cô bé mở cái hộp rồi bắt đầu huyên thuyên không biết đang nói gì. Đế khuyển có hơi ngạc nhiên, nó nghiêng tai lắng nghe. À, được, kẹo hồ lô ngon lắm, tầng 7, bảo vật à, ta không vào được, ngươi muốn tìm ta chơi hả? Hắn đang giết người, hắn là ai vậy? Đế khuyển. Cứ thế. Tiểu Linh Nhi ở đấy lẩm nhẩm chừng nửa canh giờ mới dừng lại. Mà đế khuyển cũng không nghe rõ được gì. Nhóm cường giả thần tộc ở bên cạnh cũng không ai dám ra tay. Nhất là sau khi thấy Tiểu Linh Nhi tung một chiêu kiếm đánh nát thân thể của ma sư, ai nấy đều sinh ra lòng kiêng kỵ với cô bé này. Sợ. Bọn họ thật sự sợ Tiểu Linh Nhi này. Bấy giờ, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nhặt cái hộp lên. Sau đó cô bé xoay người nhìn về phía thần vương tọa thối lui về sau, rõ ràng là nó đang sợ. Tiểu Linh Nhi tất nhiên rất vui, cả khuôn mặt là nụ cười sáng lạn, cô bé không xuất kiếm nữa, mà chỉ ôm kiếm xoay người chạy biến đi chẳng thấy đâu. Lúc này đây, cô bé đã quên mất Diệp Huyên rồi. Thấy Tiểu Linh Nhi đi mất, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đế khuyển cũng thả lỏng ở trong lòng. Nó cũng thấy đau đầu với Tiểu Linh Nhi ôm kiếm kia. Đúng lúc này, như nghĩ đến điều gì đó, nó đột nhiên quay sang nhìn thần vương tọa. Tuy ông ta đã bị chém nát thân thể, nhưng đổi lại ông ta đã tỉnh táo lại. Một cô bé ôm một thanh kiếm rồi chém ông ta. Vậy có bình thường không? Chắc chắn là không bình thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.